Nếu mà mọi người nghe được rõ giọng của tôi thì mọi người gõ số 1 vào trong học chat giùm để tôi biết được là có bị ảnh hưởng đường truyền không. Ok, cảm ơn mọi người, rất rất là nhiều người đã vẫn nghe được tiếng. Hiện tại lớp mình rất rất là đông. Tôi khi tôi nhận được cái danh sách lớp tôi cũng rất là mất hồn, vì tôi thấy đến một chập lúc đầu 109, cái sau này có thêm một bạn nữa thì là 110. Cho nên do đó cái cách học của chúng ta nó cũng sẽ phải phải khác đi một chút. Nó không không còn kiểu trực chiến của từng người với nhau nữa. Nên chúng ta phải có thể khả năng có sẽ có những cái bài tập nhóm để mà mọi người cùng làm để có thể để đạt được cái điểm giữa kỳ nó tốt. Hiện tại thì không biết là anh Thiện đã vào chưa ta? Nguyễn Song Thiện, anh Thiện á. Dạ rồi thầy ơi. Ok, anh Thiện đại diện làm lớp trưởng luôn được không, hay là lớp mình đã có lớp trưởng rồi? Dạ lớp em có lớp trưởng là anh Phạm Hoàng Thông rồi thầy. Phạm Hoàng Thông đúng không? Anh Thông đúng không? Anh Thông có đây chưa ta? Đúng rồi. Có mặt rồi sao thầy? Dạ Ok. có rồi thầy ơi. Ok, anh Thông. Thì anh Thông đại diện làm lớp trưởng giùm ha. Thì trong cái công việc của liên quan tới lớp trưởng thì liên quan tới một số công việc như sau. Một là anh ghi nhận dùm những cái điểm cộng của các bạn ở trong trong lớp. Anh ghi nhận dùm những cái điểm cộng của các bạn trong lớp. Và thứ hai nữa là trong trường hợp mà phân chia nhóm thuyết trình thì nhờ anh Thông thống kê lại danh sách từng nhóm và cho điểm, không không phải điểm thuyết trình, cho điểm bài tập tình huống chẳng hạn. Rồi thì đối với những cái công việc liên quan tới chỗ anh Thông thì tôi cũng công bố thông tin rõ ràng minh bạch với mọi người luôn, đó là riêng lớp trưởng với những công việc hỗ trợ lớp như vậy thì điểm quá trình của lớp trưởng sẽ được cộng thêm 1. Rồi có ai có ý kiến gì không? Nếu mà có ý kiến hay có tự ứng cử gì đó thì cứ cho ý kiến, để nếu không thì chúng ta chốt cái vấn đề này để anh Thông anh tiếp tục công việc như vậy. Nó rất là dân chủ, bạn nào có ý kiến thì cứ gõ số số 0 vào ở trong trong hợp chat và đưa ra ý kiến của mình. Rồi. Cho mình hỏi một xíu là lớp mình hiện tại là đã học được những môn nào rồi, và 110 thành viên như này như thế này là đã có học chung với nhau chưa, hay là đây là lần đầu tiên học học chung lại với nhau? Thì cái đó là chắc là nhờ anh Thông hay anh Thiện thì có trả lời giùm. Dạ, lớp mình là đã có một lớp là khoảng hơn 40 người là đã học được 5 môn rồi đó thầy. Môn gì rồi hả anh? Kinh tế vĩ mô, nguyên lý kế toán, thống kê với đề toán. Toán. Hiện tại là bên mình là có chuyên ngành tài chính và có chuyên ngành nào nữa ta? Ngoài tài chính ra còn chuyên ngành nào nữa không các bạn? Kế toán doanh nghiệp à. Kế toán doanh nghiệp đúng không? Dạ, tụi em học môn tự chọn. Hôm hôm rồi tôi vừa mới giảng xong một môn kế toán doanh nghiệp luôn, nhưng mà môn tự chọn hôm đó tôi thấy có hai tín chỉ thôi, thì không hiểu sao môn tự chọn của bạn mấy bạn này lại tính ba tín chỉ. Dạ, tụi em văn bằng 2, 3 tín chỉ ạ. Ok, rồi như vậy chúng ta thống nhất là trong lớp chúng ta hiện, để tôi coi danh sách, hiện tại tôi thấy có hai mã lớp, đó là lớp finance và lớp kế toán doanh nghiệp. Ok. Rồi thì buổi hôm nay chúng ta sẽ thống nhất một số cái quy định chung về cái cách làm việc, rồi giáo trình, điểm đánh giá, và tôi sẽ giới thiệu sơ bộ về cái môn học này, và các phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cứ thế mà làm. Chắc ở đây chắc là tôi cũng xin giới thiệu luôn, tôi là Bảo, giảng viên kho tài chính. Thì nickname trong trường hay gọi là Bảo nhỏ, tại vì có một thầy Bảo lớn nữa. Thì
Tôi sẽ tham gia giảng dạy môn này với lớp. Hy vọng thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó ok cho cái cuối kỳ. Thì về tài liệu, đầu tiên cái một cái vấn đề mà đặt ra cho mọi người ở trong cái giai đoạn hiện nay đó là làm sao để mua tài liệu. Thì tôi cũng rất là trăn trở ở góc độ này. Tại vì sao? Cái việc mà các bạn ra ngoài trực tiếp đi mua rất là khó rồi, rất là khó. Và thứ hai nữa là cái việc mà đặt sách hiện tại bây giờ thì tôi cũng không nắm rõ được đó là bên đó họ hình thức họ giao như thế nào, tại vì cái này là một nhà độc lập bên ngoài, tôi không tham gia vào việc bán sách gì trong này hết trơn đó. Tôi chỉ giới thiệu cái sách đó cho mọi người thôi. Thì hiện tại chúng ta sẽ sử cuốn sách biên dịch, cuốn sách của Ross được biên dịch bởi chỗ thầy Vũ Việt Quảng. Thì đây là cái tài liệu chính của chúng ta học trong môn này. Môn này cũng khá là nặng, nó đến 12 buổi. Nó cũng tương ứng đến khoảng đâu đó, nếu mà chính cũng phải 14, 15 chương. Cho nên cũng cái khối lượng kiến thức cũng rất là nhiều cho các bạn. Đây là một trong những cái hình thức mà các bạn có thể đăng ký mua sách. Cái này là tôi chỉ đưa thông tin thôi, chứ tôi không phải là người bán hay là người PA hay người tiếp thị gì trong này hết cả. Nếu mà các bạn nào đủ tự tin rằng là có thể theo được những cái bài giảng trên lớp và theo được những cái bài tập tôi đưa ra thì các bạn có thể cân nhắc cái việc mua hay không mua, tùy các bạn thôi. Tôi không bắt buộc các bạn phải mua, nhưng mà dĩ nhiên rồi, cái việc đọc sách thì lúc nào nó cũng tốt hơn là chỉ đọc slide. Do đó bạn nào thật sự có nhu cầu muốn tìm hiểu và muốn có một cái kiến thức nó rộng và nó sâu thì nên đọc thêm sách. Đó là khuyến nghị của tôi nha. Thì đây là các bạn có thể chụp lại cái màn hình này trong 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 cái slide này. Và tôi cũng thống nhất với các bạn luôn là gì? Đối với những các bạn, dĩ nhiên sẽ có những bạn có thể ghi âm, thu âm, quay video nhà kia, tôi không cấm, nhưng các bạn không được phát tán ra ngoài cái video đó. Các bạn chỉ được sử dụng lưu hành nội bộ phục vụ cho công việc giảng dạy, cho công việc học tập. Các bạn không được lan truyền. Thì tôi chỉ làm một hình thức thôi. Hình thức đó là gì? Tôi gửi cho bạn một số cái quy định chung về cái vấn đề này để các bạn hiểu rõ hơn cái hành vi đó là như thế nào. Ở đây tôi hy vọng các chúng ta sẽ không có điều đó, nhưng mà tốt nhất chúng ta nên clear ngay từ đầu để mà rõ ràng cho về sau, mất công về sau nói không nói này kia đó. Hiện tại hình như chắc là mọi người cũng đã đều là những người đã đi làm hết rồi đúng không? Tôi thấy độ tuổi của các anh chị trong lớp mình hầu như là đã đi làm hết rồi. Hầu như đã làm hết rồi. Cho nên hy vọng chúng ta cũng sẽ có cái cách làm việc cho nó bài bản như cái cách mà chúng ta đi làm ở ngoài. Rồi, đó là về sách. Còn thật ra cái môn học này nó khá là nặng đó các bạn. Nó bao hàm rất là nhiều nhiều chương, tương ứng với 12 buổi thì phân bổ ra là đâu đó là khoảng đến 14 chương, 14 chương. Thì đây là cái syllabus, cái chương trình mà khoa thiết kế để giảng dạy cho cái môn tài chính nghiệp này. Đây có thể gọi là cái môn nền cho cái chuyên ngành tài chính và những cái vấn đề liên quan tới tài chính khác. Ngay cả các bạn học kế toán này, các bạn rất là am hiểu tin tường về báo cáo tài chính, về việc hạch toán kế toán như thế nào. Nhưng nếu bạn có thêm kiến thức về mặt tài chính nữa, bạn kết hợp lại thì nó là quá quá tuyệt vời. Cho nên môn này sẽ bổ trợ được cái điều đó.
Tôi sẽ cố gắng đối với cái tình hình hiện nay thì tôi sẽ cố gắng từng chương tôi sẽ chốt được những cái nội dung trọng tâm để các bạn có thể note lại và có một cái highlight để mà các bạn có thể biết là nên ôn ở đâu ở từng chương. Điều đó nó rất là quan trọng cho về sau các bạn ôn tập, thì việc khối lượng chương rất là nhiều. Chúng ta có đến 12 buổi. Thì tôi khuyến nghị các bạn luôn, slide thì đây là những slide đều hầu như đều có bản quyền hết nên tôi không thể nào gửi các bạn được. Nhưng mà các bạn chịu khó ghi bài hoặc các bạn chụp màn hình cũng được. Thấy nội dung nào quan trọng thì các bạn chụp lại. Còn tất cả những gì nội dung trong này đều nằm ở trong sách. Trong sách hết. Không có gì ngoài sách hết. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng cô đọng lại nhất có thể. Về đánh giá thì đối với điểm quá trình, điểm quá trình tại sao tôi ghi 50% ở đây, tôi đang muốn hình dung cho các bạn hiểu 50% ở đây là 50% tổng điểm cái môn học này á, điểm kết thúc phần á. Ví dụ như bạn hiểu rằng cái việc thảo luận trên lớp của bạn là 10% nghĩa là bạn được 1 phẩy á, hiểu như vậy. Còn điểm điểm danh, điểm điểm danh. Điểm danh thật sự tôi nói với bạn luôn là gì? Tôi không có phải là quan trọng cái vấn đề là điểm danh hay không điểm danh. Lớp học của tôi hầu như là lớp học không điểm danh cho nên nó tùy nhu cầu của các bạn. Các bạn cảm thấy cần để mà theo dõi được bài học và để đáp ứng được cái mục tiêu đó là gì? Vượt qua môn này thì các bạn cứ tham gia. Đó. Giờ còn đi hỏi vào cái link nào. Rồi, đối với bài tập MMS và bài tập nhóm thì tôi sẽ phân bổ cho các bạn như sau. Chúng ta sẽ có một cái bài tập giữa kỳ, nó chiếm 20% trọng số điểm của học phần, có nghĩa là tương ứng với khoảng 4 điểm quá trình đó. Điểm quá trình thang 10 thì nó khoảng 4 điểm. Thì bài tập MMS rồi bài tập nhóm nó dao động từ 10 đến 20%. Tôi sẽ phân bổ hợp lý sao cho để mà cái trọng số tôi phân bổ nó tùy thuộc vào cái kết quả các bạn làm như thế nào, để tôi sẽ cố gắng làm sao cho tối ưu nhất cho các bạn cái điều đó. Và bài tập nhóm ở đây nó là một cái cứu cánh, hoặc và cái thảo luận trên lớp đây là một cái cứu cánh cho các bạn trong trường hợp mà các bạn thi giữa kỳ nó bị fail. Và thống kê cho thấy, như đợt rồi tôi giảng lớp kế toán doanh nghiệp vậy, thống kê cho thấy cái phổ điểm trung bình của điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ hầu như là 4 đến 6. Nó rất là cẩn, các bạn phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Đặc biệt là môn này không, tuyệt đối không được chủ quan, tại vì nó còn liên quan tới bài tập nữa các bạn. Không được chủ quan. Và tôi sẽ cam đoan với bạn rằng là những gì tôi giảng, tôi đề thi nó sẽ nằm trong những gì cái kiến thức tôi giảng thôi, không có bất cứ cái gì ra ngoài đánh đố gì hết trơn á. Đó là điều tôi tuyên bố trước với mọi người. Còn đối với điểm thi với cái cách mà thi cuối kỳ thì hiện tại với cái tình hình này thì không biết là chúng ta có thi được tập trung hay không, cho nên tôi đưa sẵn hai phương án cho lớp mình. Đối với trường hợp thi tập trung thì sao? Các bạn sẽ thi lý thuyết và bài tập. Dĩ nhiên là thi tự luận thời gian 75 phút. Và thi trực tuyến thì thi từ 20 đến 25 câu trắc nghiệm. Hình thức từ 60 đến 75 phút. Và dĩ nhiên toàn bộ những cái hình thức này có những bạn điểm giữa kỳ rất là cao, 8, 9, 10 gì đó, nhưng mà cuối kỳ các bạn thi được chỉ có dưới 3 điểm hoặc là bằng 3 điểm thì điểm quá trình của các bạn sẽ bị chia đôi. Thì thật ra tôi ghi cái từ chia đôi ở đây nghe nó mỹ miều vậy thôi, chứ thật ra nói thẳng là điểm điểm kết thúc học phần mà các bạn dưới 3 điểm hoặc bằng 3 điểm là các bạn rớt rất chắc. Tại vì sao? Nếu như điểm quá trình các bạn 10, 50% là được nhiêu? 50% là được 5 phẩy đúng không? Nếu trường hợp không chia đôi đúng không? Là 5 phẩy. Nếu bạn thi được học phần mà thi được 8 điểm thì bạn được 4, 4 cộng 5 là 9. Nhưng nếu bạn thi học phần là 3 điểm thì sao? Điểm quá trình của bạn chia đôi nghĩa là 10 chia đôi là 5, 5 nhân cho hệ số 0.5 nữa là 2 rưỡi. Rồi cộng thêm cho hệ số 0.5 nhân với 3 điểm thi cuối kỳ nữa là 1 rưỡi, 4, 2 rưỡi.
cho một rưỡi bằng 4 rớt đó. Để đáng lẽ cái chỗ này nên ghi là nếu điểm thi kết thúc nhỏ hơn bằng 3 thì bạn sẽ rớt đó, nhưng mà thôi ta ghi như vậy cho nó cho nó bản tính chất nó học học thuật hơn xíu. Sao ta, bạn bạn thông gì đó vào không được được hả? Dạ đâu thầy. Dạ nghe, dạ nghe. Ok. Ok, báo trên rớt gì đó, vẫn vào không được là sao ta? Bạn đầu sư, tôi xíu nha. Tôi nói hết cái này rồi tôi qua tôi xử lý cái trường hợp đó. Rồi, đó. Thì các bạn dành ra khoảng 2 đến 3 phút xem lại là cách thức đánh giá các chương, tài liệu, giáo trình hiện tại có vấn đề gì cần trao đổi và thắc mắc hay không. Thì các bạn suy nghĩ 2 phút và tí nữa các bạn sẽ trao đổi với mình về vấn đề đó. Tôi sẽ giải đáp luôn trước khi tôi vô cái phần là tổng quan. Tôi giải quyết cái vụ của một bạn không vô được này là sao đây? Vẫn không vào được hả? Nha. Chúng ta bây giờ 7 giờ 16 rồi, chúng ta 2 phút để suy nghĩ vấn đề đó. Linh nó bị gì? Các bạn có ý kiến gì? À, tôi đã nói rồi Hạnh ơi, slide nó có một số, tôi sẽ cân nhắc những slide nào tôi gửi được tôi gửi. Còn cái nhiệm vụ của các bạn là các bạn phải ghi bài, và nếu mà trường hợp không có sách thì các bạn phải chỉ còn cách là ghi bài thôi, không còn cách nào khác. Và hoặc là tôi nói thẳng luôn, bây giờ các bạn chụp màn hình thôi. Đó, nãy giờ tôi đã nói cái vấn đề ngay từ đầu rồi. Bên chỗ này bạn Cường và anh Thông có nghe rõ được không? Nghe rõ đúng không? Đã nghe ạ. Ok ok anh Thông. Ok.
Anh vô sau thì có gì anh hỏi lại cái cách thức quy trình và đánh giá như thế nào của lớp nha. Rồi. Rồi, bạn nào có ý kiến gì về cái cách thức học phương thức đánh giá được không thì các bạn cứ 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 cho ý kiến. Dạ, thưa thầy, thầy có thể lên lại cái slide tài liệu được không ạ? Bạn nào dạ em Đỗ Thị Dương ạ. Slide về cái tài liệu học tập hả? Dạ vâng ạ. Okay. Cảm ơn thầy. Đây. Còn dạ, cái vâng, slide ok. này, còn À, đây là không, cái slide các bạn có thể slide đặt trên ạ. luôn. Em, dạ, slide trên em chưa kịp chụp màn hình đây. Rồi, em cảm ơn ạ. Được chưa? Ok nha. Dạ, vâng, được rồi, dạ vâng. Rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ vô một cái buổi tổng quan thôi. Về cái rồi các bạn ở trong link phụ chịu khó giờ dùm xíu nha, tại vì nhiều khi cái link nó bị vấn đề, để tôi hỏi lại bên chỗ IT của trường thôi nha. Rồi. Thì tài chính doanh nghiệp hầu như các bạn cũng biết là trong cái tài chính doanh nghiệp nó có ba quyết định chính. Đầu tiên là quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định chi trả cổ tức. Đó là ba quyết định mà bất kỳ một cái CEO hay là một cái giám đốc đầu tư, giám đốc tài chính hay chủ tịch hội đồng quản trị nào cũng phải quan tâm trong một doanh nghiệp. Quyết định đầu tư thể hiện cho cái khả năng tăng trưởng, tiềm năng, rồi khả năng kinh doanh, rồi khả năng sinh ra lợi nhuận của công ty. Quyết định tài trợ là gì? Là việc huy động vốn ngân sách để có thể tài trợ cho được các cơ hội đầu tư cũng như là khả năng đảm bảo cái khoản nợ vay ngắn hạn, dài hạn và phòng ngừa cho những rủi ro thanh khoản, rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Còn quyết định chi trả cổ tức là cái gì? Là cái việc nghĩa vụ đối với cái cổ đồng. Nó là xung quanh cái câu chuyện mà chúng về một doanh nghiệp chúng ta sẽ xoay quanh ba cái quyết định này. Và trong cái chương này chúng ta chỉ giới thiệu một cách tổng quan thôi, thì chúng ta sẽ hình dung được là có các loại hình doanh nghiệp như thế nào. Thì hiện tại thì có là cái loại hình doanh nghiệp thì theo quy định luật doanh nghiệp 2020 có rồi, một số cái mục tiêu trong cái tài chính doanh nghiệp hay quản trị tài chính và những cái mâu thuẫn nào có thể xảy ra trong 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 doanh nghiệp. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn trong trong cái chương này. Rồi, có thể ở đây này
Cái bảng đây là một cái bảng cân đối, bảng bảng cân đối kế toán tóm tắt mà để cho các bạn dễ hình dung. Thì mục tiêu của doanh nghiệp đó gì? Tạo giá trị cho vốn chủ sở hữu, nghĩa là gì? Nghĩa là tối đa hóa cái giá trị của phần vốn chủ. Nghĩa là chúng ta đặt lợi ích cổ đông lại lên trên hết. Nếu như chúng ta không đặt lợi ích cổ đông lên trên hết, chúng ta sẽ gặp phải những trường hợp đó gì? Mâu thuẫn lợi ích giữa ban điều hành và cổ đông. Như trường hợp các bạn vừa rồi thấy, các bạn thấy cái trường hợp cô Tết Công không? Tại sao nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại liên thủ với nhau để mà mời ông kia ra khỏi vị trí chủ tịch? Tại vì sao? Họ thấy rằng là gì? Lợi ích của cổ đông của họ không được ưu tiên hàng đầu, khi cái nhóm lợi ích cổ đông ở Việt Nam đang có cái xu hướng là gì? Đạt cái giá trị cá nhân nhiều hơn là giá trị vì họ. Trong khi cái nguyên tắc là gì? Phải tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, mà cụ thể ở đây là tối đa hóa giá trị của vốn chủ sở hữu, mà chủ sở hữu ở đây là chính là cổ đông. Đó. Thì cái đó trong tài chính doanh nghiệp người ta gọi là mâu thuẫn lợi ích. Mâu thuẫn lợi ích. Tôi lấy một ví dụ như sau: một thằng tổng đốc hay một chủ tịch đồng quản trị. Thì sau các bạn nhớ đúng giờ nha. Tôi sẽ chốt là trễ 15-20 phút mà tôi không nhận nữa đâu. Đang giảng cứ vô vậy, trừ trường hợp bạn nào ao ra vô thì tự vô được thôi, đâu còn xác nhận. Rồi. Thì tôi lấy một ví dụ như sau. Một dự án đầu tư. Giả sử cái tôi có thể bạn chưa học tới chương đó, nhưng mà tôi nói trước cho bạn hiểu nôm na theo kiểu là tỷ suất sinh lợi đem lại cho cái dự án A đi là 20%. Và dự án B là 17%. Và dĩ nhiên nó sẽ lớn hơn cái WACC, hay là lớn hơn cái chi phí sử dụng vốn mà chúng ta bỏ ra, nói thẳng là lớn hơn cái phần vốn chúng ta bỏ ra, chúng ta có lời ròng trong đó. Nhưng mà nếu mà đứng ở chúng ta xét theo cái lợi ích của cổ đông thì chúng ta sẽ chọn dự án nào có giá trị cao nhất, đó là tỷ suất sinh lợi đem lại 20%. Tuy nhiên nó có một vấn đề thế này: cái ban điều hành hoặc ban tổng giám đốc, hay là thậm chí có một số chủ tịch đồng quản trị cũng vậy, cái tỷ lệ nắm giữ của họ nó có thể gọi là cổ đông lớn hơn, có thể là 17%, người là 10%. Dĩ nhiên quy định về cổ đông lớn ở Việt Nam là nhiêu? 5%. Thì có một số người họ chỉ nắm, đâu phải nắm hết đâu, nắm một cái tỷ lệ tương đối ở trong công ty thôi, nhưng họ là người đang điều hành công ty. Thì như vậy câu chuyện đặt ra đây cái gì? Có nghĩa là họ biết rằng tỷ suất sinh lợi của dự án A 20%, nhưng họ lại quyết định đầu tư cho cái dự án B chỉ có 17% thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Họ hưởng được, có nghĩa là họ tự deal ở phía ngoài á, họ hưởng được cái commission, nghĩa là gì? Cái tiền hoa hồng trên cái dự án đó nhiều hơn so với cái tiền hoa hồng của cái dự án 20%. Thì cái đó là cái gì? Đánh giá. Cái đó là chúng ta đang bị vi phạm gì? Mâu thuẫn lợi ích cá nhân. Đó. Các bạn hiểu ý tưởng không? Đó. Thì câu chuyện đặt ra bây giờ là tôi muốn đặt cái câu hỏi cho các bạn như thế này. Đó là, thì như vậy á, đứng ở góc độ là cổ đông, thì họ có những cái cách nào để giám sát công ty? Giám sát ở đây nghĩa là gì? Xem thử rằng họ có hành động vì lợi ích của mình hay không, hay là họ có thực hiện những quyết định nào gây tới tổn hại cho cái giá trị của doanh nghiệp hay không, và vô tình ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu của họ hay không. Thì bây giờ tôi sẽ gửi cho bạn một cái đường link. Nếu ý kiến nào hay tôi sẽ có điểm cộng, và tôi nói với các bạn nha, điểm cộng ở đây nó không phải là một điểm. Tại vì như các bạn thấy trong cái điểm cách tính toán của chúng ta, trong cái file, trong cái đường link phụ, các bạn có thấy cái slide chiếu lên không vậy? Các bạn trong đường lên phụ có thấy chỗ anh có thấy, có lúc có thấy lúc không thì ơi. Không có, nói liền nghe anh không, để mình xử lý nha. Dạ, cái sơ đồ thì thấy, nhưng mà cái ngoài cái sơ đồ này ra không thấy gì nữa. Thì đúng rồi, thấy mỗi sơ đồ thôi, không thấy gì nữa. Ông muốn thấy gì nữa không? Dạ. Trời ơi. Dạ, thầy. Dạ. Rồi thì
tôi sẽ gửi cho bạn một cái đường link, các bạn ghi nhận ý kiến ở đây nhờ chỗ anh Thông lớp trưởng á, anh Thông lớp trưởng nha chứ không phải anh Thông này, anh Thông lớp trưởng ghi nhận cho mình những cái điểm cộng ở đây như tôi đã nói với các bạn á, là điểm thảo luận trên trên lớp là nó chiếm khoảng 10% tổng phẩy, cái này chiếm khoảng 2 điểm quá trình, thì một cộng như vậy tôi sẽ quy đổi từ 0.25 đến 0.5 điểm tùy, ví dụ như tôi thấy điểm giữa kỳ của các bạn thấp quá tôi sẽ nâng, nói thẳng luôn nếu mà các bạn có phát biểu có cái tinh thần phát biểu thì tôi sẽ nâng cho đâu đó từ 0.25 đến 0.5 trong cái điểm cộng đó. Còn những bạn nào thật ra những bạn nào đã tốt rồi thì cái điểm cộng nó dễ lấy mất 2 điểm đó, dễ lấy mất 2 điểm đó. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là cổ đông có những cách nào để giám sát được là ban điều hành có thực thi những cái quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định chi trả cổ tức vì lợi ích của cổ đông hay không. Tôi sẽ gửi cho bạn một cái đường link, các bạn ghi trong đó để các bạn đợi xíu nha. Trong đó nó sẽ có cái các bạn đợi tôi xíu. Ngoài có ý kiến gì nữa? Ok. Các bạn vào đường link tôi vừa gửi trong hộp chat á, các bạn sẽ thấy một cái giao diện nó xuất hiện như cái desktop trên màn hình của bạn, nó có một cái dấu cộng màu hồng ở phía tay phải phía cuối á. Các bạn kích vào đó, các bạn ghi rõ họ và tên và các bạn cho ghi nhận cái ý kiến, ghi nhận cái câu hỏi của tôi. Thì câu hỏi của tôi bây giờ là câu hỏi là gì? Các cổ đông có những cách thức nào giám sát ban điều hành để xem rằng họ có thực thi những cái quyết định vì lợi ích của cổ đông hay không? Để tôi gửi qua bên link phụ nữa. Đây, các bạn vào đây. Nha. Rồi. Đó đó, bạn Dương, ok. Tôi đã thấy được cái cô bạn Dương. Tại vì thật ra các bạn đi làm rồi, tôi nghĩ các bạn cũng hiểu được cơ chế mô hình của trong một cái công ty rồi, đúng không? Okay, các bạn ghi nhận vào. Thì giờ 100 mấy người rồi ghi hết cái này chắc tôi đọc đuối luôn có thể. Ok, rất là nhiều ý kiến. Ok, được rồi mọi người, được rồi. Quá nhiều rồi. Tôi tiên câu hỏi, bây giờ tôi sẽ nhắc lại câu hỏi.
Rồi tôi sẽ nhắc lại câu hỏi. Như vậy là các cổ đông có những hình thức nào để giám sát được là các ban điều hành đó, họ có thật sự làm vì lợi ích của mình hay không? Câu hỏi bây giờ tôi sẽ lược qua một số cái ý kiến của mọi người. Rồi. Ý kiến thứ nhất của bạn Phước Lộc, cổ đông dựa vào cấu trúc bên trái của bản cân đối kế toán, tức là đầu tư. Một ý kiến của bạn Long, ok nè. Các bạn chú ý nè, có một cái ý kiến của bạn Long là gì? Xem báo cáo giám sát của ban kiểm soát, có thể coi bản cân đối kế toán bạn lưu trữ để xem các dòng tiền bất thường, rồi xem dòng tiền bất thường đó từ đâu có thuyết minh. Vấn đề chủ động nhỏ lẻ rất khó giám sát được vì làm của bạn. Có một ý kiến, chúng ta sẽ note lại ý kiến này. Hầu như mọi người đều muốn kiểm tra thông qua báo cáo tài chính và thuyết minh, đúng không? Thuê chuyên gia tư vấn gì thông qua ban kiểm soát, một kiến báo cáo hàng tuần hàng tháng rồi làm nó bù được hết. Tao tuần tháng gì đâu, làm như đi học, đâu phải đi học đâu mà báo cáo ba mẹ, báo cáo tuần, kiểm tra báo cáo chính học đại học có đoan kiểm toán nội bộ của bạn Trân. Ban kiểm soát hầu như đối với những công ty lớn đó, đặc biệt là những công ty cổ phần luôn có nha. Cái ý kiến của bạn Huyền nè, bản báo giá so sánh, báo giá cạnh tranh trước khi đầu tư đấu thầu, nó là một cái hình thức chi tiết hơn rồi của bạn Tiến Phát. Xem báo cáo tài chính, hầu như các bạn đều xem báo cáo tài chính. Ok rồi, cảm ơn mọi người. Rồi thì những cái ý kiến nãy tôi vừa nói lại á, các bạn thấy trên màn hình đó, các bạn tự ghi cộng một vào trong nội dung để cho nhờ bên chỗ anh thống đốc trưởng anh ghi lại nha. Thì các bạn biết á, hầu như các bạn đều đưa ra ý kiến là gì, thông qua báo cáo tài chính, thông qua những báo cáo kiểm toán nội bộ. Ok, tôi đồng ý hoàn toàn. Dĩ nhiên báo cáo tài chính là phải có kiểm toán, đó là có thể là ý kiến của một bạn đó, nó là thuê chuyên gia tư vấn, thật ra đó là thuê kiểm toán vào để bên thứ ba vào để xác lập á. Và có một số bạn cũng có những ý kiến rất hay, đó gì xem xét cái tính bất thường của dòng tiền, rồi tính bất thường của những tài sản tăng giảm, rồi lôi thuyết minh ra, rất rất hay. Rồi có những ý kiến là thành lập ban kiểm soát nội bộ. Dĩ nhiên trong một công ty sẽ có cái ban đó, 3-4 người gì đó ăn no đi kiểm hồ sơ thiết gì đó, giống như ngân hàng cũng vậy, cũng có hệ thống kiểm toán nội bộ. Nhưng mà thật ra một cái vấn đề ở đây các bạn có đặt ra đã bao giờ đặt ra cái kịch bản đó là nguyên cái thành phần trong công ty đó, từ kiểm toán nội bộ, từ ban kiểm soát, đó là một phe không, và cố tình nguyên phe đó chơi với phe còn lại. Thì tôi đang nói như vậy các bạn hiểu được là câu chuyện thực tế vừa rồi là của ai rồi đó, của ai đó. Cho nên cái vấn đề giám sát và cái vấn đề phát hiện được những sự kiện bất thường nó phải phụ thuộc vào cái gì? Một là đánh giá khách quan từ bên ngoài, hai
chính bản thân của cổ đông tìm ra bằng chứng để phát hiện ra điều đó. Còn dĩ nhiên các bạn đưa ra hầu như là đều đúng ở về mặt là gì, về mặt là về hình thức hóa cái vấn đề đó, ví dụ như thành lập ban kiểm soát nội bộ đó, ok tôi đồng ý hết, dĩ nhiên. Và thậm chí là những cổ đông lớn họ có gì, cử đại diện xuống dưới công ty thành một ghế trong thành viên đồng quản trị tham gia điều hành công ty, cũng có trường hợp đó. Nhưng mà bây giờ có một số công ty lại chơi chiêu hơn là gì, cái nhóm đó họ đã có trước rồi, còn cái nhóm kia họ chỉ cho phép là gì, đầu tư vào thôi, không được tham gia điều hành. Đặc biệt là bạn để ý những công ty bất động sản hay có vấn đề đó nha. Thì đó là một cái ví dụ để cho các bạn thấy, chỉ chứng tỏ là trong quá trình đi làm các bạn cũng đã có những cái nắm bắt những cái thông tin nó rất là đúng, đối với tại vì hầu như lớp mình là đã đi làm hết rồi, cho nên giống như ở đây chúng ta chỉ mang tính chất là trao đổi nhiều hơn, là dĩ nhiên tôi sẽ giúp các bạn ở góc độ là về mặt phương pháp khoa học hay là về mặt những cái kiến thức nó mang tính chất hơi hàn lâm xíu thôi, còn về mặt thực tiễn chúng ta chỉ đứng ở góc độ là trao đổi với nhau thôi, chứ không có tôi nhiều khi cũng không có dám đứng gọi là đứng giảng cho các bạn đâu. Đó, tôi chỉ giúp các bạn là hiểu là môn này nó có những cái nền tảng như vậy, thì ứng dụng trong thực tế như thế nào, hay là những câu chuyện trong thực tế như thế nào, để các bạn có thể nhìn nhận lại mình đã làm điều đó hay chưa, và liệu chăng rằng là cái điều đó nó có rủi ro gì thôi. Thật ra kinh nghiệm các bạn ở đây là nhiều bạn đi làm rất là có kinh nghiệm rất là nhiều trong này nha. Rồi thì có một cái lưu ý ở trong cái bản cân đối kế toán, mọi người, tôi muốn nói với mọi người luôn, chắc là không biết, tôi muốn hỏi luôn ở bên các bạn kế toán trước nha, rồi tôi mới hỏi các bạn tài chính. Những cái bạn hồi nãy mà tôi có tô hồng, nhớ ghi điểm cộng nha. Là bạn Huỳnh Đoàn Thiên Long nè, bạn Bảo Trân nè, bạn Văn Công nè, ban kiểm soát nội hội đồng cổ đông, bạn Nguyễn Thanh Sơn nha, bạn Nguyễn Thanh Sơn thành lập ban kiểm soát, bạn Tăng Ngọc Mỹ Huyền, bạn Thúy Hằng, Song Thiện lớp trưởng, không phải lớp trưởng, bạn Hùng Mạnh, Nguyễn Ngô Hùng Mạnh. Tôi thấy có một số bạn đề cập những cái kỹ thuật nó mang tính chất rất là kế toán luôn ấy, như bạn Thùy Dương thực hiện quyền kiểm tra xem xét tra cứu sổ ghi chép theo dõi cổ số kế toán. Cái đó chắc là nếu được thì mời bạn Thùy Dương bật mic lên chia sẻ cái này cho lớp được không? Tôi nghĩ là bạn đang ở lớp kế toán đúng không? Bạn thuộc một lớp kế toán đúng không? Bạn comment vào ở trong cái điểm cộng, vào trong cái hợp chat này thì bên lớp trưởng họ sẽ note lại và họ ghi dùm nha, họ và tên rồi ghi là cộng 1. Rồi mời bạn Thùy Dương có đây không, có thể bật mic lên chia sẻ với lớp về cái ý tưởng, cái ý mà bạn vừa thêm bạn Thùy Dương một cộng nha, nhưng mà ý là thì có thể chia sẻ được ý tưởng mà bạn vừa đề xuất không? Không có Thùy Dương này không, hay là comment không, đi đâu rồi? Để tôi lấy liên phụ, có một số bạn có điểm cộng 1 cho. Rồi, ok. Ở đây có thêm một cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho các bạn kế toán là gì? Các bạn nhìn vào cái bảng cân đối kế toán ngắn hạn này nè, tóm tắt này nè. Theo các bạn nha, bên tay trái là dĩ nhiên là tổng tài sản rồi đúng không? Bên tay phải là gì? Tổng nguồn vốn. Và nguyên tắc kế toán là gì? Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Nhưng có một vấn đề tôi muốn các bạn kế toán chia sẻ giùm cho lớp là gì? Nó có cái quy luật nào sắp xếp của cái bên tài sản không? Và có quy luật nào sắp xếp bên nợ ngắn hạn và nợ dài hạn hay vốn chủ không, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải chẳng hạn,
Đó, thì bạn nào chia sẻ được được cái này không? Có thể bật 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 mic lên để chia sẻ với mọi người. Đặc biệt là các bạn kế toán. Các bạn tài chính cũng được, ai biết thì cứ bật mic lên. Hơn 100 mấy thành viên mà không để không những cái vấn đề này không đưa ra được để bàn luận. Có không, có ai không mạnh dạn này các bạn? Tôi nói là cái tôi không chấp nhận câu trả lời qua comment đâu nha. Thích thì bật mic lên nói nha. À, mời, có một bạn giơ tay này, mời bạn Quang Thiều đúng không ạ? Tên Quang Thiều đúng không ạ? Dạ, tên là Quang ạ. Ok. À, dạ, thưa thầy, về phần tài sản thì em thấy cho hình này là xếp từ ngắn hạn đến tài sản ngắn hạn, tài sản cố định. Thì em nghĩ cho là cách sắp xếp là sắp xếp tài khoản có tính thanh khoản cao nhất ở trên, xong rồi những cái tài khoản có tính thanh khoản thấp hơn thì từ từ xếp ở dưới. Ừ. Còn bên kia? Bên kia thì chắc là nợ ngắn hạn thì trước ạ. Xong đến nợ dài hạn, xong đến dưới là vốn chủ sở hữu. Thì em nhìn em thấy thế thôi, chứ còn em không rõ lắm cái phần nợ. Ok, ok. Thôi được rồi, à, bạn cứ đi cộng 1 vào đây cho lớp trưởng ghi nhận nha. Thật ra cái bạn Quang nói đúng ở với đầu đó, gì tài sản từ trên xuống dưới đang sắp theo gì tính thanh khoản sao? Giảm dần. Ví dụ tôi lấy 111 là gì? Tiền mặt 112, tiền ngân hàng. Đúng không? Rồi gì nữa? 113, 114. Các bạn hãy để ý là những cái tài sản đó là dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt không? Thì có phải là mà các bạn là tiền mặt nó là cash is the king mà đúng không? Rất là dễ thanh khoản, dễ bất kỳ mua nào cũng được, đúng không? Tuy nhiên khi mà ta xét xuống ở dưới cái tài sản cố định và tài sản vô hình thì có vấn đề gì? Những giả sử bất động sản chẳng hạn, máy móc thiết bị chẳng hạn, thì các bạn thấy có phải là những cái tài sản này khó bán hơn không? Ví dụ bạn ra một cái bất động sản, dĩ nhiên cũng có trường hợp là bán được liền, nhưng mà hầu như không có nhanh bằng cái vấn đề là như là các bạn bán một cái cổ phiếu khớp lệnh ngay, hay là bạn có tiền mặt sẵn có. Đó là cái hàm ý của cái bảng tài sản. Còn bên bảng nợ và nguồn vốn thì họ lại sắp xếp theo gì? Chi phí sử dụng vốn tăng dần. Ví dụ như một khoản vay ngắn hạn, thông thường bình thường thì bạn thấy sao? Lãi suất rẻ hơn so với một khoản vay dài hạn. Bởi vì sao? Người ta nói rằng là gì? Time has a value, cái gì? Thời gian có giá trị. Bạn chuyển giao cho một người khác một cái số tiền của mình, họ cầm tiền mình họ đi xài, và nguy cơ nhận lại của bạn là gì? Một, rủi ro họ giật tiền mình. Hai là gì? Chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội nghĩa là gì? Chi phí cơ hội nghĩa là thay vì cho người đó mượn, mình đi làm cái việc khác mình có tiền xin lợi hơn. Mà ở Việt Nam mình hay có cái trò là gì? Thay vì cho bạn mượn tôi đi gửi ngân hàng thì tôi cũng được 6-7% năm. Bây giờ tôi cho bạn mượn, bây giờ tôi không được 6-7% nha, phần năm như là tôi bị mất cái chi phí cơ hội của tôi. Đó. Thì bên nợ, bên khoảng một nợ và nguồn vốn họ lại sắp xếp theo kiểu đó. Và thứ hai nữa, tương ứng với cái chi phí sử dụng vốn tăng dần từ trên xuống dưới thì cũng nghĩa là gì? Kỳ hạn tăng dần. Thì dĩ nhiên rồi, nợ ngắn với nợ dài thì nhìn vô đã thấy cái kỳ hạn nó tăng dần rồi. Và dĩ nhiên vốn chủ lúc nào cũng là cái chi phí sử dụng nó cao nhất. Giống như hoặc là một cái quy luật trả nợ, dòng tiền doanh nghiệp tạo về phải ưu tiên trả cho trái chủ trước, ưu tiên trả cho ngân hàng, ưu tiên trả cho cái việc là phát hành trái phiếu cho các trái chủ trước, rồi mới đi tới cái phần còn lại trong túi của vốn chủ. Đó là một cái hàm ý của cái bạn trong đối kế toán, mà trong dân phân tích tài chính hay là dân tài chính họ thường nhắc tới cái điều đó. Đây, khi chúng ta nhắc tới tài sản, khi chúng ta nhắc tới tài sản này, thì tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, đó là một cái cách ghi của bảng báo cáo tài chính, của bảng báo cáo kế toán rất là phổ biến hiện nay rồi. Cái này chỉ có tóm lược lại thôi. Và dĩ nhiên cái khoản nợ ngắn hạn các bạn, thông thường nha, cái khoản nợ ngắn hạn á là nó thường giao dịch trên thị trường tiền tệ.
và khi đã giao dịch trên thị trường tiền tệ thì có kỳ hạn luôn nhỏ hơn một năm. Tôi lấy ví dụ như là quý vị sổ tiết kiệm nhỏ hơn một năm, thương phiếu của doanh nghiệp, đó là gì? Đó là những cái nợ ngắn hạn. Còn nợ dài hạn đó là khoản vay trên năm và vốn cổ phần. Và một cái nguyên tắc bất di bất dịch mà trong trong dân kế toán chắc lúc nào cũng phải hiểu, đó gì? Tổng tài sản luôn phải bằng tổng nguồn vốn. Như vậy ở đây có bạn nào kế toán có mạnh dạn giải thích cho tôi tại sao tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn không? Cho có thể là một số bạn mới tiếp cận tài chính chưa có hình dung, các bạn sẽ biết là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn nhưng chưa biết hình dung là cách luân chuyển từ cái nguồn tiền này qua nguồn tiền kia, từ tài sản này qua tài sản kia, từ nợ qua tài sản, rồi từ vốn qua tài sản như thế nào. Thì ở đây có bạn nào mạnh dạn có thể mà chia sẻ được dùm lớp cái này không? Trời ơi, tôi nói nha, các bạn mà không xuyên mà phát biểu đi, tới khi các bạn thi giữa kỳ các bạn sẽ hối hận. Lúc đó tại sao mình không phát biểu, trong khi cái điểm phát biểu tôi cho các bạn cực dễ, nó tuyên bố thẳng thừng luôn. Bạn nên nhớ là nó chiếm đến 1 của điểm tổng kỳ, lợi hại lắm nha. Mời bạn Ngọc Tiến. Bạn có thể chia sẻ cho thầy. Hello. Ok, nghe rõ tiếng rồi. Dạ, đơn giản em hiểu cái phương trình nguồn vốn, tài sản nguồn vốn thì đơn giản thì là nguồn vốn chính là cái nguồn mà cái suột này nó hình thành nên tài sản rồi. Có cách nào hiểu chứ? Bạn nói chi tiết hơn xíu nữa được không Thầy Tiết? Thì em hiểu á là em hiểu á là nguồn vốn chính là cái căn bản để mình tạo nên một cái tài sản. Vì vậy nên cái nguồn vốn nó sẽ bằng tài sản. Nguồn vốn. Ok, tôi hiểu ý tưởng bạn. Rồi ok, cảm ơn Lý. Bạn cứ comment vào tự xử. Các bạn cứ nhớ cái câu tự xử của tôi là ghi họ và tên cộng 1, đó là một điểm cộng. Dạ. Thì đây này, ôi quá trời luôn nè. Bạn Huyền Tăng, Huyền Tăng là bạn nào? Dạ. Huyền Tăng. Thầy nghe em không thầy? Bạn nói to hơn xíu nữa đi cho mọi người cùng nghe. Dạ, thì em muốn giải thích theo cái cách kế toán hơn một tí. Thì đúng rồi. Một dự vốn kinh tế phát sinh nó sẽ ảnh hưởng đến ít nhất là 2 tài khoản. Thì nghĩ 2 tài khoản là một tài khoản bên tài sản, một tài khoản bên nguồn vốn. Thì thử ra lúc nào nó cũng sẽ cân bằng với nhau hết. Còn nếu mà muốn hiểu sâu hơn hay là hiểu rõ ràng hơn, không có kế toán quá, thì tức nghĩa là khi mà mình muốn mua hàng hay gì đó thì có phải là mình phải bỏ cái nguồn vốn của mình ra, bỏ cái tiền của mình ra để mình đụng cái tài sản là cái hàng hóa đó. Thì các bạn mà không hiểu kế toán quá thì em nghĩ là các bạn có thể hiểu như vậy. Dạ em xin hết ạ. Ok, cảm ơn một cái ý kiến từ góc độ kế toán của bạn, bạn Huyền Tăng, Huyền đúng không ạ? Bạn Huyền đúng không ạ? Dạ, Tăng Huyền. Huyền này. Mời bạn tự xử nha. Rồi tôi muốn nhận một ý kiến khác của bạn Hương Trần. Bạn Hương Trần có đây không? Bạn giơ tay cho em. Raise your hand. Rồi ok. Dạ thầy nghe em nói không ạ? Rồi ok, nghe rõ. Dạ thưa thầy, thì em muốn giải thích cái ý này, có nghĩa là tài sản nghĩa là những cái hiện tại đang có tại doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là nhà cửa, máy móc, thiết bị. Còn nguồn vốn tức là những cái là cái nguồn gốc ban đầu để hình thành nên cái tài sản hiện có của doanh nghiệp. Có nghĩa là nguồn vốn thì có thể là nợ mình vay mượn để mình mua máy móc thiết bị, hoặc là cái nguồn vốn có sẵn ở trong doanh nghiệp, có nghĩa là cái nguồn vốn để mình hình thành tài sản từ doanh nghiệp. Hiểu. Dạ. Bạn là kế toán luôn hả hay sao? Dạ em là kế toán. Ok, cảm ơn Hương. Rồi tự xử. Hoặc là tôi tất cả các ý kiến của hai bạn kế toán là nói là đúng, là nghĩa về hoạch định, gọi là hạch toán kế toán là cực kỳ chính xác. Toán chính xác. Nhưng mà tôi muốn bổ sung một xíu ở góc. Ủa, ai giơ tay đó hả? Rồi mời bạn Mỹ Linh. Đó, sao nó sôi động lên. Dạ em chào thầy. Ok, rồi mời bạn phát biểu. Dạ theo em hiểu về nguồn vốn và tài sản luôn luôn tại sao nó phải bằng nhau, có nghĩa là khi mà mình mua một tài sản nào đó thì mình phải biết là cái
từ cái tiền nào mà mình mua được cái tài sản đó thì cái tiền nó sẽ là nằm bên nguồn vốn. Khi mà mình lập một cái định khoản nào đó, mình luôn luôn có song song hai cái là sọt đó, cái sọt đó, cái nguồn ấy đúng không? Ý là khi mà mình có tài sản nào đó thì mình biết là nó từ nguồn tiền nào á, cho nên thì nó sẽ còn gì nữa không? Bạn có cái mở rộng nào ra được xíu không? Dạ, tới đó là thầy. Bạn bạn có thể lấy một ví dụ được không? một Bạn cái ví có dụ thể cho để nguồn vốn bằng với tài sản đó thầy. tôi một ví dụ. Ví dụ bây giờ một cái nghiệp vụ phát sinh theo đúng nói theo đúng cái thuật ngữ kế toán của các bạn đúng không? Một thì ngữ phát sinh bây giờ một cái nghiệp vụ phát sinh là gì? Tôi đi vay ngân hàng một cái khoản nợ. Giả sử tôi vay cho tài trợ cho vốn luân chuyển đi, tôi mở một cái hạn mức tín dụng 100 tỷ, bây giờ tôi lấy 30 tỷ về thì hạch toán kế toán ghi nhận sao? Đó, ý tôi vậy đó. Các bạn phải cho mọi người hình dung được là cái cách các bạn hạch toán làm sao chứ, đúng không? Cái đó mấy bạn kế toán biết, em chưa có Ủa, bạn học phải cái đó qua hả? tài chính. Mình tài chính, em học tài chính. Tài chính hả? Ok, rồi rồi rồi, tự xử rồi, mời chỗ Thông, mời chỗ anh Thông. Dạ đây là nó sở dĩ mà tài sản mà nó bằng với vốn á, là nó xuất phát từ cái giả định đơn vị kinh tế phải riêng lẻ á thầy. Nó không không phải giả định đâu anh Thông ơi, nó là quy luật anh định anh Thông nha. Dạ thì đó tức là kế toán nó phải họ nó phải hoạt động dựa trên những cái giả định của riêng nó thì nó mới vận hành được, cái gọi như cái tiền đề của nó Anh khi dùng từ mà giả định thì nó anh dùng từ giả định thì mình sợ nó hơi nó làm cho mọi người bị hoang mang đó. Anh Thông nghe, anh Thông nói gì là mọi người, anh Thông nói là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn là nó dựa trên những cái giả định của bên kế toán, thì tôi thấy nó nếu mà anh nói nó là chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc là chuẩn mực kế toán Mỹ thì tôi đồng ý. Anh hiểu ý tưởng của anh không? cái chuẩn mực là cái mà hình thức thôi, còn cái tức là ý là bất kỳ một cái bộ môn nào nó cũng dựa trên những cái tiền đề của nó đó, thì kế toán nó cũng dựa trên những cái ví dụ giả định đơn vị tiền tệ là giả định về đơn vị kinh tế độc lập á. Ok anh Thông, cảm ơn anh Thông. Nói chung là tôi đánh giá cao cái tinh thần của anh nên là thôi tôi khuyến khích cho anh một điểm cộng luôn nha. Tôi thấy anh muốn cộng tôi Dạ dù còn hoặc là mình dựa trên cái phương diện khác, mình tiếp cận dựa trên cái phương diện khác là cái tính hiệu quả của cái nguồn vốn mình huy động đó. Tức là bất kỳ một cái nguồn vốn mình huy động về thì đều có lãi suất qua đêm, thì mình phải tìm cách mình chuyển đổi cho nó cân bằng những cái tài sản để phát sinh lợi nhuận, chứ nếu để đó thì hiểu hiểu hiểu. hiệu quả. Ok rồi, tôi hiểu ý anh rồi. Anh đang đi đi vào cái một cái quyết định đầu tư và quyết định tài trợ, tôi hiểu anh rồi. Mời mời anh comment. Dạ, cảm ơn thầy. Ở đây tôi có chia sẻ, cảm ơn. Ủa sao nhiều vậy, sao giờ tự nhiên giờ quá trời người phát biểu nha, phát biểu khác nha, không được lặp lại nha. Rồi mời bạn Hồng Ngọt. Em chào thầy ạ. Hồi nãy thầy có nói là cho ví dụ á, thì em có hai cái ví dụ của kế toán. Ví dụ đầu tiên là ví dụ mua tài sản, và ví dụ thứ hai là bên một ví dụ của tài sản ngắn hạn và một ví dụ của tài sản cố định. Tài sản ngắn hạn em cho là tiền, thì em chi tiền ra để em đưa vào vốn cổ phần của chủ sở hữu, thì em là tăng nợ bên tiền và có là bên vốn chủ sở hữu. Thì một bên là tăng tài sản ngắn hạn, một bên sẽ là tăng vốn cổ phần. Như vậy thì giá trị tổng tài sản và giá trị tổng nguồn vốn nó sẽ bằng nhau. Là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là em mua tài sản cố định và em nợ người ta bằng cách là nợ dài hạn, nợ trả góp, nên là cái tổng tài sản của em vẫn tăng lên và cái nợ dài hạn của em vẫn tăng lên. Như vậy thì tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Đó là cái ví dụ mà đưa ra. Còn ý nghĩa mà em hiểu giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn bằng nhau, bởi vì là tổng tài sản là một cái giá trị hữu hình, còn về nguồn vốn là nó là một cái vô hình, và hai cái nó phải cân bằng nhau, là mình phải bỏ tiền ra để mình có được cái tài sản trong cái doanh nghiệp của mình, nên là hai bên nó luôn phải bằng nhau. Em hiểu như vậy. Nguồn vốn nó không vô hình đâu đâu nha, nguồn vốn nó không vô hình đâu Cái bạn. mô hình có nghĩa là nó mang về cái tính chất thanh toán đó thầy. Thầy, tài sản Thực là ra đó là tài bạn đã sản hạch là mình toán rồi thì nó mất đi thôi, nó vẫn dạ còn lại trên cái sổ sách kế toán chứ nó không phải vô hình đâu, tại vì nó chuyển dạ đổi từ một cái dạng tài sản này thành một dạ dạng tài sản khác. dạ nhưng mà cái phí nợ ngắn hạn, nợ dài hạn với vốn cổ phần thì nó mang cái nghĩa theo theo dạng là thanh toán, là chi trả thu về. Tôi hiểu bạn, ý là bạn nói nó bị ràng buộc bởi những cái hợp đồng đúng không, và nghĩa vụ đó, thì bạn nói như vậy ok, tại vì bây giờ mình vay tiền về không lẽ dục đó đúng không. Rồi ok, mời bạn comment. Rồi chắc thôi tạm thì dừng ở đây,
Cái gì có ông nào ghi tôi vớ vẩn gì đây nè, phải không? Hay võ văn tới hả, hay tôi vớ vẩn gì vậy? Để coi tên rồi cho xin cái tên họ tên đầy đủ của bạn đó đi. Mời 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 cho xin cho ý kiến. À không, em cũng định cho ví dụ, nhưng mà ví dụ em thì cũng như ví dụ của bạn thôi, nên là chắc để ok thôi, hẹn dịp khác nha. Rồi tên Võ Văn Tới này không ngọc rồi đúng không bạn thầy? Cái gì? Tên Võ Văn Tới nhưng phải tới Võ Văn Tới hả? Rồi tôi tưởng thấy tôi vớ vẩn, cái tôi vơ vơ đó. Ok, cảm ơn Tới. Thì ở đây mọi người, tôi có một cái câu chuyện thế này để cho mọi người hình dung được cái cách tôi ở đây. Tôi có thể tôi nghiệp vụ về mặt kế toán tôi không bằng các bạn đâu, nhưng mà tôi kể một cái câu chuyện về cái cách mà luân chuyển tiền như thế nào. Ví dụ đứng trước một cái cơ hội đầu tư chẳng hạn, đứng trước một cái cơ hội đầu tư thì bên khối đầu tư họ tìm được cái cơ hội đầu tư, họ nói rằng tổng mức đầu tư họ dự kiến cái gì ở Bằng Dũng có ý kiến gì hả? Bạn Dũng có ý kiến gì hả hay sao? Không thì ơi, em bị cứng cái máy. Ok. Thì có một cái cơ hội đầu tư, cần cái cơ hội đầu tư bạn nên nhớ này. Cái mục mà tài sản cố định này là cái mục nó tạo ra gì các bạn có biết không? Giá trị tăng thêm. Các bạn sẽ học ở trong những chương sau. Nó vẽ ra cái gì vậy ta? Nó sẽ tạo ra được giá trị tăng thêm, nghĩa là gì? Bạn thực hiện một cái quyết định đầu tư, bạn sẽ đem lại được cái gì? Cái lợi nhuận mà nếu mà đi vào thuật ngữ đầu tư nó gọi là gì? NPV, giá trị hiện tại thuần đó, NPV đó, mọi người hay dùng, chắc mọi người cũng nghe rồi. Thì cái NPV đó là nó góp phần tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Mà câu chuyện là làm sao để được cái NPV đó? Đứng trước một cơ hội đầu tư, giả sử tổng mức đầu tư là 100 tỷ, bây giờ không có tiền sao đầu tư? Ngân sách đòi hỏi, có nghĩa là phòng đầu tư đi làm việc với phòng tài chính, nói rằng tôi cần 100 tỷ để tôi đầu tư, chủ tịch ok rồi, duyệt cái cơ hội đầu tư này rồi, quyết định đầu tư này rồi. Nhưng mà cái quyết định tài trợ là tôi không ngoài tầm khả năng của tôi phải giao lại cho giám đốc tài chính. Nhưng mà giám đốc tài chính đi làm việc với ngân hàng, ngân hàng chấp nhận tài trợ cho vay 70 tỷ cho cái phần dự án này. Thì 70 tỷ đó giả sử tôi ghi là ở trong cái khoản nợ dài hạn. 70 tỷ đó thuộc khoản nợ dài hạn. Nha. Đây, thuộc khoản nợ dài hạn. Rồi. Nhưng 30 tỷ còn lại là phần vốn chủ nằm ở đâu? Nếu giả sử như đó là một dự án, giả sử bạn có sẵn tiền, bạn đầu tư thì tôi không nói, tôi đang giả sử đây là cần huy động mới hết. Giả sử bạn phát hành thêm cổ phần, thêm 30 tỷ nữa. Là để làm gì? Đủ 100 tỷ. Thì 100 tỷ này bắt đầu bạn mới tiến hành đem đi đầu tư vào cái cơ hội đầu tư ở cái khoản mục tài sản này. Thì có nghĩa là gì? Bạn nhận một cái nghĩa vụ phải trả nợ dài hạn, giống như nãy bạn kia nói là gì, một cái vô hình đó, nhưng mà thật đó mình dùng cái thuật ngữ đó gì, nghĩa vụ trả nợ, hay là mình ký nhận một cái hợp đồng tín dụng nghĩa vụ trả nợ, mình cầm cái tiền đó để mình đi đầu tư vào tài sản, thì có phải là nghĩa vụ trả nợ đó nó nằm ở đâu? Nợ dài hạn. Còn cái tiền, một tiền từ cái việc mà mình đi vay đó, nó đang nằm ở đâu? Nó nằm ở tài sản, nghĩa là gì? Nó không mất đi mà nó chuyển từ cái gì, từ cái mục này, đó là mục nợ, sang mục tài sản. Còn nếu như bạn ký một hợp đồng tín dụng 100 tỷ, 70 tỷ chẳng hạn, về bạn chưa kịp đầu tư thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở tiền gửi ngân hàng. Nếu mà ai rút 70 tỷ tiền mặt thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Thì tạm thời là sao? Nó nằm ở cái khoản tiền thanh toán hoặc tiền gửi ngân hàng. Và thậm chí luôn, cái 70 tỷ đó nếu mà họ chưa có đầu tư kịp, họ có thể mua chứng khoán ngắn hạn. Họ mua bất động sản đầu tư thì nó nằm ở đâu? Một tài sản. Cái câu nói hồi nãy của bạn nãy vừa bạn Huyền hay bạn Huyền đúng không? Hay bạn Hương gì đó. Nói nó vô hình á, vô hình ở đây có nghĩa là bạn không thấy được, nghĩa là gì? Tài sản thì bạn thấy được, còn cái nghĩa vụ là sao? Nó mang tính chất là gì? Giấy tờ.
Ví dụ bạn phát hành cổ phần thì có ghi chứng nhận cổ đông không? Có. Bạn vay nợ hay là bạn phát hành trái phiếu, cái tờ mà bạn phát hành trái phiếu nó có ghi chứng nhận là công ty bạn phát hành không? Có. Rồi bạn đi vay ngân hàng, hợp đồng tín dụng bạn có ký vô không? Có. Đó là nghĩa vụ của các bạn. Còn cái chuyện mình sử dụng dòng tiền đó để mình làm gì? Dục qua bên tài sản hết và mình phân bổ lại. Cái ví dụ như nợ thông thường người ta nói nợ ngắn hạn thì nên sử dụng cho tài sản ngắn hạn, bởi vì sao? Nợ, giả sử nợ ngắn hạn 1 năm bạn vay 30 tỷ mà bạn đi đầu tư tài sản dài hạn, mà tài sản dài hạn nhiều khi cái tính thanh khoản của nó cao à thấp, khó khó để bán được nhanh, mà trong khi nợ ngắn hạn nó tới thời điểm phải thanh toán thì lúc đó câu hỏi ra là tiền đâu để thanh toán, tiền đâu để thanh toán. Đó là lý do nó lại hình thành nên một cái khái niệm mới, đó là vốn luân chuyển. Vốn luân chuyển nó sẽ bằng tài sản ngắn hạn trừ nợ ngắn hạn, nó chính là cái mũi tên này nè các bạn, chính là mũi tên này. Thì cái khoản dư thừa đó để làm gì? Cái khoản dư thừa đó để nó là một cái bước đệm, nó là một cái khoản tiền dư ra để gì, để phòng ngừa cho những cái rủi ro mà công ty có thể gánh chịu trong ngắn hạn. Và cái quan trọng hơn là cái khoản tiền dư ra đó, ví dụ tôi nói là đi vay tiền xong để tạm thời để ở khoản một tiền gửi ngân hàng để làm gì, để khi cơ hội đầu tư tới là phải chụp lấy ngay, không còn phải đi cái thủ tục hồ sơ vay vốn ngân hàng rất là lâu, mà bạn biết rồi, cơ hội đầu tư nó đâu phải là ngồi chờ bạn đâu, tới là phải chụp ngay. Cho nên nó phải có một cái lớp tiền, một cái khoản tiền dự trữ mà có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt để mà gì, để có thể tài trợ đúng lúc, tài trợ cho các cơ hội đầu tư đúng lúc và có thể để thực hiện các nghĩa vụ nợ nợ kịp thời. Vậy các bạn phải nhớ được câu này, nghĩa vụ nợ nó nằm ở đâu? Một bên tay phải các bạn đó, còn cơ hội đầu tư nó nằm ở đâu? Bên một tay trái. Thì có phải là giống như bây giờ tôi nói câu chuyện là gì, khi mà các bạn đi đi ra đường chẳng hạn, bây giờ tôi nói thời buổi này các bạn có bạn nào dám tự tin ra đường mà không cầm đồng nào trong túi không, không cầm thẻ tín dụng luôn, nhưng đi với tay không rồi đó, các bạn nào dám không, đúng không? Phòng trường hợp rủi ro bất ngờ, đây là phòng gì, bể bánh xe đó, hết hết xăng thì cũng có, tại vì trừ như đi mấy cái xe cùi thì xe mà thời xưa xưa nó không còn kim xăng nữa, chứ bây giờ thì nó vẫn còn, thì bể xe là nhiều khi bị công an phạt nữa là sao, như công an phạt hoặc là đi nhậu, hoặc là ví dụ vậy. Thời buổi này thì covid covid này thì nhậu kỹ nữa, nhưng mà ý là tôi nói là phải có một cái lớp tiền trong 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 túi, một khoản tiền dự phòng trong túi để làm được những công việc đó. Thì tôi lấy một cái ví dụ nôm na để thực hiện những cái nghĩa vụ, giống như là bạn lỡ bị công an phạt bạn phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, còn cái chuyện nhà nước nào thì tôi không biết, bạn thực hiện như thế nào tôi không biết, bạn thực hiện nghĩa vụ nhà nước nhưng mà thực hiện tại chỗ hay thực hiện tại cơ quan thuế và cơ quan ngân sách thì tôi không biết, nhưng mà ít nhất cũng phải có thực hiện nghĩa vụ đã, đúng không? Và thứ hai nữa là để bạn tài trợ cho các cơ hội đầu tư, giả sử mấy ông độc thân thấy cô gái đẹp rồi mời người ta đi uống nước rồi đó là đầu tư gì nữa, đúng không? Đó là tôi lấy một cái ví dụ năm nay như vậy để cho các bạn hiểu là tại sao chúng ta phải duy trì một cái lượng tiền, không tiền thì gọi là tiền có thể dạng khả năng thanh khoản, ở đây người ta gọi là vốn luân chuyển ròng, là vậy đó, vốn chuyển ròng đó nha. Đó là một cái ý tưởng. Thì dĩ nhiên về sau chương, ở chương về phân tích báo cáo tài chính thì như tôi sẽ nói ra hơn, chương này chủ mang tính chất tổng quan thôi nha. Rồi đây đây là các quyết định mà tôi đã nói với bạn, hầu như tôi có một thói quen tôi hay nói là tôi mới chiếu cái slide để các bạn hình dung, để các bạn chụp lại thì các bạn hình dung ổng vừa nói, chụp lại liền. Đây. Đây là những cái ý mà tôi vừa nói xong nha. Rồi giờ ai còn vô rồi? Những thì lắm vô. Rồi. Nha, đây là toàn bộ những ý gì tôi vừa nói với các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ về một cái câu chuyện là cái gì, cái tài chính doanh nghiệp nằm ở đâu trong đây, tài chính doanh nghiệp nằm ở đâu trong đây. Thì các bạn nhìn vô nè,
Đây. Bạn thấy tôi chỉ vào khối đầu tư không? Khối đầu tư đại diện cho gì các bạn? Quyết định đầu tư. Nhưng mà thật ra tôi nói bạn nói quyết định đầu tư thì nó không đúng đâu. Mà biết ai ai quyết định không? Không kệ nè. Cái hội đồng quản trị này mới là quyết định nè. Hội đồng quản trị này là nắm luôn cả đầu tư, nắm luôn cả tài chính. Quyết định tài, giám đốc tài chính hay khối tài chính nó liên quan tới gì? Quyết định tài trợ. Hầu như chúng ta sẽ tập trung vào hai quyết định đó nhiều hơn là quyết định chi trả cổ tức. Thì ông khối đầu tư là ông tạo ra, ông đi kiếm những cái cơ hội mà để giúp doanh nghiệp tăng trưởng, còn ông tài chính là ông đi kiếm cái nguồn vốn để tài trợ cho cái cơ hội đầu tư đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại về cái bản con nữ kế toán, có phải rằng là cái ông khối tài chính ông đang đi huy động vốn không? Dùng thuật ngữ các bạn nào đi làm các bạn có thể nghe từ đó, khối nó có một số công ty họ đặt cái chức danh là treasury director, giám đốc nguồn vốn để làm gì? Đi huy động vốn. Thì khi đi huy động vốn thì cái đó nó nằm ở đâu các bạn? Nó nằm ở hạng mục nào? Nợ và vốn chủ sở hữu. Nếu các bạn huy động từ cổ đông thì nó thuộc vốn chủ sở hữu, còn bạn huy động từ cái việc vay nợ thì nó nằm ở phần ngắn hạn, nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn. Và cái việc vay nợ để làm gì? Để đi tài trợ cho ông đầu tư này, tài trợ cho ông đầu tư này. Và mục đích cuối cùng tiên quyết là cái gì? Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Là ngay từ đầu tôi đã nói với các bạn cái vấn đề đó. Còn cái chuyện mà ông làm cái điều đó không vì cái mục đích tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, có nghĩa là ông đang bị mâu thuẫn lợi ích. Đó là trường hợp giống như của cô Tết Công như thế này. Đó là một cái ví dụ cho các bạn. Rồi xuống cái phần tiếp theo thì cái phần này nó liên quan tới một số cái loại hình doanh nghiệp, thì các bạn này đọc thêm trong luật doanh nghiệp thôi. Tôi sẽ note lại cho bạn một số cái nội dung trọng tâm các bạn cần nên đọc trong luật doanh nghiệp. Tôi có note sẵn trong này. Ở doanh nghiệp tư nhân này, luật doanh nghiệp 2020 á, thì các bạn hiểu rõ là doanh nghiệp tư nhân là gì, doanh nghiệp, rồi quản lý doanh nghiệp tư nhân, một số cái nội dung vậy. Rồi công ty hợp danh làm sao, công ty trách nhiệm hữu hạn sao, hai thành viên sao, trong quy định luật có hết, trên thư viện pháp luật có. Đây. Rồi các bạn đọc thêm về công ty cổ phần. Đó, đây là cái ông kệ mà mình hay sử dụng để mà phân tích trong cái môn tài chính nghiệp, nó công ty cổ phần. Rồi. Ngoài ra có một số cái hình thức như là các loại cổ phần các bạn quan tâm, như cổ phần ưu đãi, cổ phần hoàn lại, cổ phần ưu đãi hoàn lại rồi đó. Thì những trong cái nội dung này, trong cái quá trình mà tính toán phân tích đó, tôi sẽ nói rõ cho bạn cái này đó. Bây giờ các loại hình doanh nghiệp thì các bạn chỉ tập trung cho tôi vào một số cái loại hình chính, như là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Đó là những cái doanh nghiệp các bạn nên đọc, tại vì chắc chắn những cái này nhiều khi nó ra câu trắc nghiệm các bạn. Ví dụ tôi nãy lấy một cái ví dụ thôi, lấy ví dụ đây. Doanh nghiệp tư nhân là gì? Giả sử nó ghi một câu thôi, doanh nghiệp tư nhân là gì? Là toàn bộ các cổ đông phải làm chủ và tự chịu trách nhiệm, là sai bét đó. Bạn hiểu không? Đó. Rồi công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Rồi trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, một thành viên là sao? Đó. Thì chúng ta sẽ đọc lướt qua về chủ yếu về mặt định nghĩa và cái cách thức mà công ty nó vận hành. Đó, vậy thôi. Rồi ví dụ tôi nói một câu là doanh nghiệp tư nhân có được phát hành cổ phần hay không? Đó. Làm gì doanh nghiệp tư nhân được phát hành cổ phần, đúng không? Đó. Còn công ty cổ phần thì sao? Thì những có được phát hành cổ phần hay không? Dĩ nhiên câu chuyện đó là các bạn cũng thừa biết, bạn nào đầu tư chứng khoán hay tham gia vào công ty cổ phần các bạn cũng thừa biết cái vấn đề đó rồi nha. Đó là một số cái loại hình mà các bạn cần quan tâm đọc qua để cho biết rõ hơn. Đây mới là cái vấn đề mà chúng ta còn phải phải không đây dòng tiền. Ở đây tôi thống nhất luôn, tại vì có lớp kế toán nữa thì hầu như môn tài chính doanh nghiệp hoặc cái môn liên quan tới tài chính, người ta những chuẩn mực kế toán vẫn xem, nhưng họ sẽ đứng ở quan điểm tài chính nhiều hơn. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ về sau các bạn sẽ được học kỹ hơn, ở đây chỉ qua giới thiệu thôi. Ví dụ như là gì? Tính dòng tiền
thì sao? Các bạn kế toán á, thì các bạn vẫn được hạch toán khấu hao rồi cái phân bổ cái chi phí trừ dần vào trong cái giá vốn đúng không, để mà tính tính cái để mà được hưởng lợi ích lãi chắn thuế đúng không, đúng không? Hoặc là những cái khoản thuế hoãn lại hay gì đó các bạn vẫn hạch toán vào đúng không. Nhưng mà đứng ở góc độ tài chính, khi mà nhắc tới dòng tiền các bạn phải nhớ cho tôi một cái thuật ngữ, một cái quy luật đó gì, thực thu thực chi. Thực thu thực chi, thực thu thực chi nghĩa là gì? Nghĩa là anh nhận bao nhiêu anh ghi bấy nhiêu. Tôi lấy một cái ví dụ thôi, ngày hôm nay công ty A ký bán một cái hợp đồng bán hàng hóa lên 100 tỷ, là giá trị hợp đồng, người ta hay dùng cái từ là gì, giá trị hợp đồng này có giá trị 100 tỷ, là hàng hóa mình bán được 100 tỷ. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó họ chỉ đặt cọc cho bạn có 30 tỷ thôi. Thì về mặt hạch toán kế toán hay doanh thu á, nếu mà xuất hóa đơn được rồi nha, họ có quyền ghi doanh thu của bạn là nhiêu, 100 tỷ. Nhưng ở góc độ tài chính không được ghi 100 tỷ, đứng ở góc độ dòng tiền chỉ được ghi 30 tỷ thôi. Bởi vì sao? 30 tỷ chính là con số bạn thực nhận tại thời điểm đó. Còn dĩ nhiên khi nào bạn giao hàng hoặc là có trường hợp là gì, gối đầu rồi có trường hợp gì trả sau, thì khoảng 1 tháng 2 tháng sau họ mới trả 70 tỷ còn lại. Tại sao người ta lại quan tâm tới dòng tiền? Tại sao người ta lại quan tâm đến dòng tiền ở góc độ này? Bởi vì sao? Giống như bây giờ tôi nói một câu chuyện đơn giản thôi. Ừ, mày nói mày có 100 tỷ, nhưng mà bây giờ nợ thì dí sát rồi, gần tới nợ, gần tới cái khoản thanh toán phải 50 tỷ rồi, mà mày nói có 100 tỷ, nhưng mà bây giờ trong tài khoản á, khi mà ngân hàng nó tự cắt lãi với gốc á, bây giờ có 30 tỷ nữa, cắt làm sao được. Mà trong khi đó chúng ta vừa bán được một cái hợp đồng về mặt giá trị hợp đồng là 100 tỷ, nhưng thực chất trong tài khoản chúng ta chỉ có 30 tỷ thôi, mà 2 ngày nữa là phải thanh toán 50 tỷ rồi, mà trong khi cái khoảng 70 tỷ còn lại trong việc bán đó là sao, đến tháng sau họ mới trả. Thì tôi nói bạn đứng ở góc độ là một nhà quản trị doanh nghiệp, họ quan tâm cái gì? Họ quan tâm là làm sao để trả được nợ, ưu tiên theo thứ tự thời gian, và làm sao để không bị mất cân đối dòng tiền. Nó không có gì. Đó là cái việc mà cái tầm quan trọng của dòng tiền mà các bạn phải nhắc đến. Hoặc tôi lấy một ví dụ như sau, đứng ở góc độ kế toán là gì? Giả sử người ta nói sao ta? Doanh thu hôm nay là 100 tỷ. Doanh thu là 100 tỷ. Giá vốn hàng bán là bao gồm chi phí khấu hao là 60 tỷ, như vậy là lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 40 tỷ. Nhưng mà thực chất á, cái khấu hao là cái bạn đã chi rồi, chi một lần luôn á, một lần rồi. Dĩ nhiên về chuẩn mực kế toán thì ở đây tôi nói, nếu mà có gì sai thì các bạn kế toán góp ý giùm. Chuẩn mực kế toán thì họ có quyền được gì, phân bổ cái chi phí khấu hao đó thành nhiều phương pháp, có thể là phương pháp gì, đường thẳng, phương pháp gì, giảm dần, ví dụ vậy. Tôi nhớ gì có phương pháp có gì cộng số gì lên. Tại sao họ lại phân bổ như vậy? Họ phân bổ như vậy để làm gì? Để mà hưởng được cái lợi ích của lãi chắn thuế, và thậm chí luôn ngay cả cái lãi vay cũng vậy, cũng là một hình thức để mà hưởng lợi ích lãi chắn thuế. Chi phí trừ dần, ví dụ như tôi nói, ví dụ như bạn vừa ký một cái hợp đồng bạn đi thuê tòa nhà đi chẳng hạn, thì những cái chi phí đi thuê đó bạn được quyền trừ dần. Ở đây các bạn kế toán cho tôi hỏi một câu nha, chi phí đất có được làm khấu hao không? Giả sử bất động sản, đất ở lâu dài chẳng hạn, có được phân bổ khấu hao không? Phân bổ chi phí không? Các bạn nào có giơ tay phát biểu lấy điểm cộng. Bạn nào làm hạch toán kế toán phải rành đó nha. Tối kỵ luôn. Mời bạn Nguyễn Hồng Châu trước đi. Tại bạn giơ tay trước nè. Dạ em chào thầy. Cái giá trị đất đó là giá trị quyền sử dụng đất đó, thì mình không có khấu hao. Nhưng mà với cái tài sản như là nhà thì mình có khấu hao. Nhà kho thì có khấu bạn, hao. Bạn có thể cho lớp biết rõ hơn được không? Nghĩa là tại sao như vậy, như thế kia, để tại vì ở đây cũng có nhiều bạn rất là tài chính, bạn cũng muốn hiểu được cái điều đó. Tại vì cái giá trị quyền sử dụng đất đó, là đất là của toàn dân đó thầy. Đúng rồi, y chang luật luôn á, y chang luật nói luôn á. Rồi có gì nữa không? Còn tại sao nhà thì lại được khấu hao? Nhà thì cái giá trị đó là giá trị sử dụng. Ok, rồi cảm ơn. Tự xử.
bạn bạn Sơn, bạn Thông và bạn Phú có ý kiến gì khác ngoài ý kiến của bạn của chị Hồng Châu không? Có ý kiến khác không? Nếu có ý kiến khác thì mời phát biểu. Bạn Về Sơn. đất á, về đất á thầy, thì đất thì là không có hố hao, thì đất như bạn trước nói thì đúng rồi, nhưng mà nhà, lý do tính nhà về tài sản nhà cửa tính hố hao á, do nhà cửa là nó là tài sản có thể thanh toán được, có thể đem bán được, và có nó bị hao mòn qua thời gian. Thường cái Không, cái câu đầu thì đất cũng bán được vậy em Sơn. không, đất là bán là nói về việc Đấy. nó là tài sản có thể bán Ừ. và chuyển được thôi, còn bị khấu hao á là đất là không thể khấu hao được. Đúng đúng, Nhưng mà anh phải nhà nói cho cửa, rõ nha, nói cho rõ rồi. rồi nhà cửa hoặc tòa nhà cái văn phòng kia là có khấu hao do nó có thời gian sử dụng Tôi hiểu ý thời anh. gian. Tôi hiểu anh, tôi hiểu anh. Tôi sẽ nói rõ hơn, tôi muốn nghe những ý kiến khác rồi. Mời mời anh Sơn tự xử. Mời bạn Phú ưu tiên tiên trước. Ui, chắc là các bạn toàn là kế toán hôm nay, hỏi đúng 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 ổ rồi. Mời mời bạn Phú. Bạn Phú có không? Có đây không? Không có thì tôi hạ tay nha. Rồi mời bạn, mời Song Thiện, mời mời mời, mời anh Thiện. Mời 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 anh Thiện phát biểu. Không có luôn hả? Vậy thôi mời bạn Hương tiếp. Dạ, em xin trả lời cái chỗ ý là tại sao đất không được tính khấu hao đó thầy. Dạ, theo em thì cái quyền sử dụng đất là nó là không có thời hạn, cho nên là nó không được trích khấu hao, có nghĩa là cái đó là cái tài sản mình có thể sử dụng lâu dài và không bị mất đi trong quá trình sử dụng. Rồi theo cái quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế á, thì giá trị tài sản đất đai là phải luôn được điều chỉnh theo giá trị hợp lý tại các thời điểm lập báo cáo tài chính. Do vậy cái nguồn vốn mình bỏ ra để mua đất là nó luôn được bảo toàn không bị mất đi. Do Là đó đánh cái giá là tài sản đúng không Gia Hương? dạ. Rồi. Cho nên là cái quyền sử dụng đất là không được trích khấu hao. Còn đối với nhà cửa thì là tài sản mình do doanh nghiệp hình thành nên thì cái tài sản đó nó có thể hao mòn theo thời gian nên nó được tính chi phí. Ok, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Nghe rồi, từ xử. Mời thì thôi. Thôi bây giờ tôi chốt lại chỗ này. Ra những đúng là các bạn kế toán đưa ra một 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 cái câu câu chuyện về đúng là tính chất nghiệp vụ của mọi người đang làm. Hồi nãy tôi có nói tôi dùng cái từ ngay từ đầu, tại vì tôi sợ các bạn, tôi nói cho các bạn một số bạn nào chưa hiểu về vấn đề này, tôi sẽ nói kỹ hơn nha. Là gì? Tôi dùng cái từ rất là rõ nha. Đất ở lâu dài nha. Thì có được quyền khấu hao hay không? Thì toàn bộ các bạn nói là ok hết, không được khấu hao. Bởi vì sao? Một cái câu bất chi bất dịch là gì? Đối với Việt Nam, đất đai là gì? Chúng ta chỉ được quyền mua bán giá trị quyền sử dụng đất. Tại vì sao? Đất đai là của toàn dân. Chúng ta chỉ được bán quyền sử dụng thôi. Và thứ hai nữa là tại sao đất ở lâu dài thì lại không không thì lại không 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 được khấu hao? Bởi vì sao? Các bạn có xác định được cái giá trị kết thúc, cái giá trị mà nó trở về bằng không không? Không xác định được. Chưa kể là gì, đất đai giống như bạn 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 Hương nãy vừa có chia sẻ là gì, đánh giá lại hàng năm, dĩ nhiên có lúc lên lúc xuống, nhưng mà làm sao bạn kết thúc được, là khi nào nó kết thúc thì biết được khi nào nó kết thúc. Đó là thứ nhất. Còn giống như hồi nãy trường hợp của anh Sơn nói về cái câu chuyện về 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 nhà công trình xây dựng, như là tài sản gắn liền với đất. Thì thông thường khi mà bạn làm một cái nhà, bạn có quyết toán không? Có chi phí xây dựng nhà, đặc biệt là khi đứng ở doanh nghiệp, có được tích có hao được tài sản. Tại vì sao? Nó có hao mòn mà, đúng như ngay chỗ tôi nhớ không lầm về cái luật về quy chế xây dựng hay luật xây dựng có tính tỷ lệ hao mòn gì của tài sản mà, trong cái suất đầu tư xây dựng gì đó đúng không? Nếu mà bạn nào đây rành á, suất đầu tư xây dựng thì có tính tỷ lệ hao mòn của tài sản mà, đúng không ta? Trong luật xây dựng có quy định rồi. Đúng rồi, tôi nhớ như vậy. Thì có nghĩa là gì? Nó có giá trị bằng, bạn nên nhớ này, khấu hao là gì? Phải hiểu đúng khấu hao là
tại thời điểm kết thúc giá trị còn lại của nó nha, về về mặt nguyên giá nha, là bằng không. Bạn phải hiểu sao Ly, mời bạn Ly, bạn Mỹ Ly gì đó có ý kiến gì hả? Alo. Rồi tôi tiếp tục nha. Rồi. Còn tuy nhiên các bạn phải phân biệt cái hợp đồng đi thuê đất vẫn được phân bổ vào chi phí từ dần nha. Đúng không các bạn kế toán, đúng không? Tại vì sao? Đi thuê đất bạn có xác định được thời hạn không? Có. Thuê mấy năm? 50 năm, 30 năm, 20 năm, ví dụ vậy. Bạn có xác định được cái chi phí bạn bỏ ra hàng năm hay là chi phí mà bạn được từ dần không? Có. Có. Nhưng mà sau cái đó là sao? Bạn không được quyền sử dụng nữa, mất đi. Còn đối với đất ở lâu dài hay là những cái trường hợp nào bất động sản đầu tư mà dạng đất ở lâu dài, tại sao bạn làm gì có giá trị kết thúc cuối cùng đó. Cho nên các bạn ở dân tài chính, tôi nói rồi, muốn học tài chính giỏi thì phải ít nhất hiểu được những cái chuẩn mực cơ bản của kế toán để mà lập luận được như vậy. Các bạn kế toán ở đây rất là có lợi thế là gì? Các bạn hiểu được việc hạch toán kế toán. Tại vì sao mấy ông tài chính cũng phải đi dựa vào cái báo cáo tài chính, và chẳng qua dựa vào báo cáo tài chính mà để đi phân tích lại thôi, nhưng mà họ phân tích ở góc độ về mặt tài chính. Còn kế toán các bạn là phải tuân thủ theo gì? Chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kế toán quốc tế VAS của Mỹ chẳng hạn, rồi chuẩn mực của Việt Nam chẳng hạn, rồi chưa kể là gì IFRS gì tùm lum, tôi nhớ vậy. Chúng ta phải tuân thủ theo cái chuẩn mực đó. Thì các bạn ơi, chuẩn mực thì nó luôn có sự cứng nhắc. Và về giống như tôi lấy ra một cái ví dụ về mặt khấu hao chi phí từ dần, nó mang tính chất là gì? Cứng nhắc đó. Cứng nhắc tại vì sao? Hoặc là doanh thu chẳng hạn. Mặc dù là ký được cái hợp đồng doanh thu xuất đơn rồi, nhưng các bạn được quyền ghi doanh thu 100 tỷ, nhưng chắc trong tài khoản bạn có tiền đâu. Trong tài khoản bạn có tiền đâu. Đó, cho nên đó cũng là cái câu chuyện mà chúng ta phải đề cập ở góc độ tài chính đó nha. Rất may là có các bạn kế toán ở đây, các bạn chia sẻ. Lớp kế toán hôm trước tôi thú thật luôn, kế toán hôm trước lớp hôm trước rất là thụ động, hầu như hỏi về kiến thức kế toán các bạn không có rành, mặc dù các bạn cũng đi làm rồi. Tôi không hiểu vì sao nhưng mà lớp này tôi thấy các bạn đưa ra những kiến thức kế toán đúng cái ngành nghề của bạn, tôi thấy quá ok. Nó là cũng là một những cái giá trị của môn học mà giúp các bạn học tài chính sẽ vững hơn về kiến thức của mình. Đây là cái ví dụ về cái doanh thu này các bạn. Đây. Bạn nhìn vào bạn thấy cái dòng phía trên là theo quan điểm kế toán đúng không? Quan điểm kế toán đúng không? À, chúng ta sẽ đọc lại ví dụ ngay từ đầu đi cho nó dễ nè. Một công ty A cuối năm bán được 2.000 ao vàng thôi, mình có hiểu là nó bán được cái gì đó kệ nó đi, được 1 triệu đô. Đó, cho nó nhanh. Rồi. Đầu năm là họ mua nhiêu? 900 ngàn. Như vậy, về nguyên tắc kế toán là lấy gì? Doanh thu trừ cho giá vốn đúng không? Trong điều kiện không có cái chi phí nào khác. Thì có phải là bằng, có phải là lợi nhuận, tôi đang bỏ qua thuế hết luôn cái chi phí này, giả sử gồm tất tật luôn đi. Thì lợi nhuận còn lại các bạn được nhiêu? 100 ngàn. Đó là quan điểm kế toán ghi nhận. Đúng không? Nhưng mà câu chuyện về dòng tiền các bạn nhìn nè, dòng tiền các bạn nhìn. 2 ngàn. Có cái đoạn là tuy nhiên công ty chưa thu tiền được từ khách hàng mua vàng của mình. Nói thẳng là gì? Trong cái hợp đồng họ có một cái giao kèo, đó là bao nhiêu lâu mới trả tiền. Tại thời điểm nó chưa trả, trong khi họ đang xét tới gì? 31 tháng 12. Nhưng mà về mặt kế toán là họ có quyền ghi nhận doanh thu rồi đó. Thì kế toán họ đang ghi nhận doanh thu, và khi giả sử tôi là một giám đốc tài chính hay là tôi là một CEO, tôi nhìn vào cái lợi nhuận cơ hội, ôi công ty có 100 ngàn, có tiền xài rồi bà con, đó, nhìn vào đó. Nhưng mà khi mà giả sử tôi nhìn vào đây, tôi lướt qua, tôi vô tình tôi lướt qua, xong rồi tôi đi gọi cho một thằng nhà, tôi đi tìm kiếm cái cơ hội đầu tư, tôi nói ừ tôi đang có 100 ngàn nè, đó, bên kế toán mới báo qua đang có 100 ngàn đó, có cơ hội nào ngon không? Cái nó báo chiều nay phải trồng tiền gấp, cái về gọi kế toán rồi cho nó, ủa 100 ngàn xong thấy đó. Không anh, em ghi nhận trước thôi chứ 10 ngày, 20 ngày sau tiền mới về, đó là tèo luôn. Rồi lúc đó là sao? Đó là cái sự khác biệt chính thôi. Còn trong khi đó, đứng ở góc độ quan niệm tài chính thì sao?
cái dòng bạn cái 900.000 đô là bạn đã chi chưa? Chi rồi. Khi đầu năm bạn mới nhận được 2.500 ao vàng đó. Nhưng mà cái dòng tiền bạn thu về thật sự bạn đã thu chưa? Chưa. Cho nên nó vẫn bằng không. Như vậy về đâu đó cái dòng tiền thuần đó, gọi là net cash flow, NCF đó, mà bạn vẫn đang bị thâm hụt 900 ngàn, bạn chưa thu được gì hết đó. Đó. Thì đây là sự khác biệt chính giữa quan điểm kế toán và quan điểm tài chính. Và chúng ta thống nhất luôn là những cái phần sau chúng ta học, chúng ta sẽ sử dụng quan điểm dòng tiền mà nói thẳng ra nó là quan điểm tài chính. Nhưng tôi rất muốn các bạn phải hiểu được quan điểm kế toán như thế nào luôn. Thì như vậy chúng ta mới có một cái kiến thức sâu và ứng dụng được trong thực tiễn. Tôi không phải dân kế toán nhưng mà tôi cũng có tìm hiểu một ít đó nha. Rồi những cái này thì không cần, cái này mày không không cần đọc. Rồi tôi sẽ nói về vấn đề là rủi ro. Dòng tiền, khi mà tính toán dòng tiền, đặc biệt là trong định giá, có một cái vấn đề là gì? Ước tính giá trị dòng tiền trong tương lai. Nhưng mà các bạn có thấy không, tương lai là bất định, không ai nói trước được tương lai đâu. Mà thậm chí có một nhà nhà kinh tế học Keynes, một cái nhà kinh tế học nổi tiếng, các bạn chắc cũng biết rồi, học kinh tế vĩ mô là biết Keynes rồi đúng không? Đó. Lý thuyết ưa thích thanh khoản rồi đó, đường cầu tiền của ông đó. Ông có nói một câu thế này: trong dài hạn ai rồi cũng phải chết, ai rồi cũng phải chết, doanh nghiệp cũng vậy thôi, bản thân mình cũng vậy thôi, vấn đề chết như thế nào, doanh nghiệp để lại ra sao. Ông nói mình tự tiện. Thì khi ước tính giá trị dòng tiền tương lai, bạn có nghĩ tới viễn cảnh như vậy đi không, hoặc là sắp tới doanh nghiệp có phải tái cấu trúc, hay là giống như tôi nói đơn giản thôi, cái Covid-19 hôm nay cũng vậy, đợt đợt này cũng vậy. Cách đây 2 năm tôi đố ai mà ngồi tính cái tính định giá một công ty mà đưa cái biến Covid-19 vô, ai mà làm được cái đó chắc là nhà tiên tri luôn nữa, thì nhà tiên tri. Dĩ nhiên tại thời điểm đó nếu bạn đưa ra một cái giá thì các mọi người nhìn vô, ừ nó hợp lý, nó hợp lý, tương lai nó thấy vẫn tốt đẹp mà, đâu có gì đâu. Nhưng quên rằng chúng ta có những cái cú sốc dân dân kinh tế vĩ mô hay là dân tài chính quốc tế như tôi là, thật ra bản chất tôi là dân tài chính quốc tế chứ không phải tài chính nghiệp. Bản chất của tôi thuộc bộ môn tài chính quốc tế, nhưng mà cái môn những cái môn nền như của kho tài chính là bắt buộc ai ai cũng phải dạy được. Tôi thật ra tôi thích môn này và tôi thích môn định giá nghiệp nữa, nên là tôi nhận dạy luôn này. Thì bạn nhớ đó là những cú sốc ngoại sinh phi truyền thống, hay là những cú sốc mang tính bất định uncertainty, hoặc là những cú sốc mang tính dai dẳng như Covid-19, ai mà nghĩ tới điều đó, ai mà nghĩ tới điều đó. Thì khi bạn dự đoán dòng tiền, dự đoán tương lai, hầu như bạn chỉ ước tính một cái mức rủi ro nó mang tính chất tương đối thôi. Đó. Cho nên cái việc mà ước tính dòng tiền nó cũng rất là thận trọng. Nhiều người họ thận trọng quá thì họ đưa cái mức rủi ro cao lên, thì có nghĩa là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của họ cao lên. Đó. Câu chuyện này chúng ta sẽ bàn ở chương năm. Tôi sẽ môn tài chính doanh nghiệp, tôi sẽ muốn nhấn mạnh 2 quyết định chính mà chúng ta bàn ở đây. Tôi nói bạn luôn, tôi là cũng là dân đi làm về trường, tôi cũng đã có kinh nghiệm 4-5 năm đi làm ở mảng đầu tư và M&A, mảng đầu tư và M&A các nghiệp, nên là tôi cũng sẽ có những, dĩ nhiên ở đây có nhiều anh chị lớn tuổi hơn tôi, và cũng có nhiều anh chị chắc chắn sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn tôi, nhưng mà ở đây góc độ là tôi sẽ cố gắng đem những gì tôi biết và kết hợp với những gì anh chị biết để cùng nhau mà đưa ra một cái tình huống, hay là một cái bài giảng nó mang tính chất thực tiễn và có gắn gắn liền với lại cái thứ nhất, tránh cái trường hợp mà A cộng B cộng C cộng D 1 cộng 1 cộng 2, tránh hợp vậy nha. Hy vọng được lớp mình sẽ có được điều đó, tại vì theo tôi nhìn vào cái lý lịch và cái độ tuổi đó, cũng có nhiều anh chị cũng thuộc dạng của gọi bô lão rồi đó nha, thì cũng hy vọng những kinh nghiệm đó sẽ bổ ích cho mọi người. Rồi. Chúng ta sẽ trao đổi thêm một số cái vấn đề nữa và chúng ta kết thúc buổi hôm nay. Đây, các bạn có thể ghi ra một số cái mục tiêu mà các công ty có thể hướng tới.
thì sự tồn vong của doanh nghiệp. Dĩ nhiên rồi, ai đâu muốn doanh nghiệp mình chết, đúng không? Họ muốn tăng trưởng đều mà. Rồi khả năng kiệt quệ tài chính. Kiệt quệ tài chính ở đây là khả năng liên quan tới vấn đề là không có tiền để xài các bạn. Giống như bây giờ tôi nói, giả sử những cái thế hệ trẻ trẻ bây giờ mới ra trường á, cái câu chuyện mới ra trường lương giờ sáu ba cọc ba đồng 6-7 triệu, mà chưa thể là bối cảnh Covid hiện nay nữa, trả đúng bằng cái lương. Hình như các anh chị đi làm á, có anh chị nào bị trường hợp là tôi nghe một số đứa bạn tôi nói là nó trả bằng cái lương tối thiểu chưa ta, doanh nghiệp trả bằng cái lương tối thiểu của vùng luôn á, của tỉnh, của vùng luôn á, chứ không phải trả lương bảo hiểm đâu, trả lương bảo hiểm đâu. Có anh chị nào gặp trường hợp đó không? Có, nhưng mà do nghỉ việc thế, chứ không phải là do đi làm mà vẫn nhận lương tối thiểu vùng. Thì dĩ nhiên là bắt buộc phải nghỉ ở nhà đó bạn, đúng không? Chứ không 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 Dạ không đúng rồi, không đúng rồi. chứ có nghĩa là mình muốn đi làm lắm chứ, nhưng mà họ không cho đi để phòng chống dịch, và thứ hai nó chia ca ra rồi này kia đó. Thì có trường hợp là họ hỗ trợ, nói chung dùng từ hỗ trợ nó đúng hơn ha, hỗ trợ đúng cái mức lương tối thiểu thì đâu 2 triệu mấy 3 triệu gì đó đó đó. Thì cái trường hợp đó nó cũng là một một cái vấn nạn. Tôi lấy ra một cái ví dụ đó là trường hợp giả sử chi phí bây giờ tiền thuê nhà thì mức sống ở Sài Gòn trung bình bèo bèo đó mình cũng phải 7 đến 10 triệu, nếu mà dân đi làm á. Tôi nói 7 10 triệu tôi còn đánh giá ít, chưa kể mấy ông mấy bà còn đi nhậu rồi đi đi ăn uống cà phê trà sữa nhậu nhẹt rồi nữa, coi phim một phiếu nữa, 10 triệu là ít đó. 10 triệu là ít đó. Thì bây giờ giả sử trả với mức lương đó thì tiền đâu các anh chị xài. Giả sử nếu anh chị không có khoản tiền để dành tiết kiệm thì có phải là anh chị đang rơi vào kiệt quệ tài chính không? Kiệt quệ tài chính ở doanh nghiệp nghĩa là gì? Không có tiền để chi trả, không có tiền để xài, tuyên bố phá sản. Giống như cái ngân hàng Lehman Brothers thời khủng hoảng tài chính này, hoặc là như cái đợt mà cái hãng xe GM nổi tiếng của Mỹ mà lâm vào cái cảnh là kiệt quệ tài chính, không đủ tiền để chi trả, tuyên bố phá sản, và bắt buộc tổng thống Obama, nói ổng thì cũng đúng, chính quyền của tổng thống Obama giang giang tay giải cứu. Thế là lúc đó ổng sẽ la làng lên, giang tay giải cứu. Tại vì sao? Không có tiền. Và tôi nói câu chuyện bây giờ tôi chia sẻ một câu chuyện cho các anh chị thực tế, thậm chí đó là Việt Nam Airlines bây giờ đã có những trường hợp đưa ra là có nên giải cứu hay không. Ở đây có anh chị nào có muốn trao đổi với tôi về vấn đề này thì cứ thoải mái nha, không sao hết. Chúng ta đang nói về học, góc độ học thuật, chúng ta không nói về góc độ là chính trị ở đây. Thì câu chuyện là Việt Nam Airlines chúng ta nên giải cứu hay không, nên giải cứu hay không, chứ khả năng kiệt quệ tài chính là có rồi đó. Bạn nghĩ đây, lương phi công 100 đến 120 ngàn đô một năm, chi phí thuê bãi, mà thậm chí có một số hãng bay họ đâu phải máy bay của họ đâu, họ đi thuê máy bay các bạn, chi phí thuê bãi nữa, nhân viên hàng ngàn nhân viên, mà lương nhân viên phải thôi giả sử mấy mấy cô tiếp viên lương cao lắm đó. Thì câu chuyện bây giờ giữa chính phủ trong cái bối cảnh hiện nay khi mà lockdown hết, giữa nước với nước, khu vực với khu vực, địa phương với địa phương, các chuyến bay đều hầu như là chuyến bay từ thiện và chuyến bay phục vụ cho những công tác, cái chuyến bay về mang tính chất thương mại là gần như là bằng không, như bằng không. Thì câu chuyện là gì? Có nên giải cứu hay không cũng là một vấn đề. Nó tại vì sao nó đang bị kiệt quệ tài chính. Mời 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 lớp trưởng có nhận nhận xét. Đây là những cái lúc cần những cái kinh nghiệm sống của các bạn vào để mà trao đổi. Mời mời, mời Theo anh Phong. em thì em thì nên giải cứu Việt Nam Airlines, tại vì nhà nước là một cổ đông chiến lược trong Việt Nam Airlines. Nếu như mà Việt Nam Airlines mà phá sản thì nhà nước cũng sẽ mất vốn, lúc đó thì gây thiệt hại nhiều hơn nữa. Mà mình khoan bàn cái vấn đề là đồng ý không đồng ý nha anh Thông, nhưng mà giả mình đưa ra một cái lập luận như sau, đúng không? Tại sao mình không nghĩ tới trường hợp là mình cắt lỗ anh Thông? Anh hiểu ý tưởng không? Dạ hiểu. Cái này mình chỉ đặt câu hỏi cho anh nha, chứ mình không khẳng định nha anh Thông, mình chưa chốt nha, để còn nhiều ý kiến của nhiều bạn thế nữa. Thì ghi nhận của ý kiến của anh Thông là một ý kiến nha. Mời bạn ngồi. Em chào thầy, em nghĩ là nên giải cứu Việt Nam Airlines. Cái việc mà cắt lỗ á, thì nó chỉ nằm ở trong tài sản cố định mà thôi. Còn về các nhân viên thì họ cũng đã bị giảm lương hoặc là họ đã bị ngưng lương rồi. Còn việc là tại sao phải giải cứu Việt Nam Airlines á, thì em nghĩ lý do đầu tiên á, là chắc chắn là mình phải chuyển hàng đi, còn vẫn còn xuất khẩu chứ không thể nào mà không xuất khẩu được. Thành ra là về cái việc vận chuyển là Việt Nam Airlines nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng.
xuất nhập khẩu luôn của công của đất nước mình. Nhưng mà cũng có những cái hãng bay tư nhân khác thì sao, đúng không? Dạ, dạ. Vietnam Airlines là một cái biểu tượng của hàng không Việt Nam. Bây giờ tôi dùng cái từ này kia cho nó đúng nghĩa thuật nghĩa luôn, là nó là thương hiệu quốc gia. Dạ, dạ, thương hiệu quốc gia. Ừ, rồi ok, là một ý kiến, cảm ơn, cảm ơn. Nếu những bạn mà trao đổi như thế này, nếu mà chưa có điểm cộng thì cứ ghi nha, chứ tôi thấy những gương mặt này rất là quen. Thôi bây giờ mời anh tới đi, anh tới, nhưng mà nãy giờ anh vô phát biểu nè, mời anh tới. À, chào mời. Dạ. Đằng sau nhớ đặt lại cái tên nha, người ta dễ hiểu nhầm. À, cái này mail cá nhân của em rồi. Dạ. Thôi mời anh tới chia sẻ cái ý kiến của mình. Chúng ta đang bàn về cái vấn đề là tài chính doanh nghiệp ở góc độ là một doanh nghiệp bị kiệt quệ tài chính, thiếu hụt dòng tiền trả lương, thiếu mà trong khi hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh thì lại bị trì trệ mà chưa biết cái ngày trở lại. I don't know future how for me dạng gì đó. Thì bây giờ sao? Theo em là cái vấn đề Vietnam Airlines thì em nghĩ là chắc chắn là nhà nước sẽ cứu, không để nào để cho Vietnam Airlines phá sản. Ừ. Nhưng có hai lý do, theo em nghĩ thì có hai lý do này. Thứ nhất là về có một số ngành là nhà nước phải nắm 50% cổ phần để mà điều hành, để mà quản lý, giống như là dầu khí, điện lực. Em nghĩ Vietnam Airlines nó cũng là một cái doanh nghiệp của nhà nước, là nhà nước cũng phải nắm phần điều hành cái doanh nghiệp đó. Để làm gì? Tại vì những cái doanh nghiệp khác thì nước ngoài có thể dùng như Vietjet Air hay là Bamboo Airways hay là Zeta gì đó, thì một số doanh nghiệp nước ngoài có thể vào nó mua chính cổ phần nhiều để điều hành. Mà với một cái hàng không mà quan trọng quốc gia thì nhà nước không thể nào mà để cho những cái nước ngoài nó chiếm phần điều hành được, nên là em nghĩ là sẽ phải cứu Vietnam Airlines, đó là lý do thứ nhất. Ừ. Lý do thứ hai là về ổn định về về vĩ mô, tức là để mà đào tạo về một cái phi công hay là việc tiếp viên hàng không thì dễ đi, phi công. Ừ. Để đào tạo một cái phi công là phải tốn khoảng 3 tỷ, phải mất mấy năm đúng đời. Đúng, cái chi phí đầu tư còn nó cao, đúng rồi, đúng rồi. Đúng cao rồi. Mà để cho một cường khoảng ít nhất cũng phải vài trăm phi công, và Vietnam Airlines phải cả ngàn người mà để cho mà khoảng 1.000 người đó thất nghiệp thì nhà nước nghĩa là mất nguồn lực quá lớn, mà nguồn lực lọt vào tay nước ngoài, nghĩa là họ sẽ đi tìm doanh nghiệp khác để họ đầu quân thôi, hoặc là họ đi nước ngoài, nhưng mà nhà nước làm như thế thì sẽ lãng phí nguồn lực lớn, nên là em nghĩ là có hai lý do đó là hai lý do chính, còn một số lý do khác nữa là chưa nghĩ ra. Ok, cảm ơn anh tới, anh ghi nhận một điểm rất cho cái đóng góp của anh. À, tôi muốn nghe những ý kiến từ những gương mặt khác, như là của bạn Hồng Thái trước đây, rồi bạn Long Huỳnh. Mời bạn Hồng Thái. Dạ, chào thầy và các bạn. Em thì có hai ý kiến. Thứ nhất là về cái vấn đề về Vietnam Airlines có nên cứu hay không, thì em nghĩ là các bạn đã đưa lý do là nên cứu rồi, đó là đứng ở góc độ thứ nhất là về nhà nước, thứ hai là về nguồn lực. Nhưng mà nếu ở góc độ đầu tư thì theo em nghĩ nếu mà cái chi phí cơ hội để mà bỏ ra mà cứu Vietnam Airlines, thì theo thống kê hiện tại bây giờ thì Vietnam Airlines bây giờ nó lỗ quá sâu rồi, và kể cả như nhà nước có cứu thì theo tình hình hiện tại thì khoảng cỡ 10 năm nữa thì nó mới phục hồi lại được cái hiện trạng như năm 2018-2019. Đó là lý do vì sao theo em nghĩ nếu trong trường hợp mà nó không phải là doanh nghiệp nhà nước, nó không phải là một cái biểu tượng của thương hiệu quốc gia. Thương hiệu quốc gia, đúng rồi. Thì em nghĩ là không xứng đáng để cứu Vietnam Airlines ở trong giai đoạn này. Tại vì như anh chị và mọi người cũng đã, như thầy và các bạn cũng đã biết đó, thì thực ra bên chỗ Vietjet, bên chỗ Di Thảo thì nếu trong trường hợp bây giờ cái nguồn vốn đó mà đổ qua đó thì em nghĩ là hoàn toàn có thể thay thế Vietnam Airlines được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề mà bảo là bị mất nguồn lực, thì em nghĩ không phải. Giả sử như bây giờ nhà nước mình thả ra để cho các cái đơn vị nước ngoài họ vào đầu tư, ví dụ như là những quỹ lớn của nước ngoài họ vào đầu tư thì mình cũng hoàn toàn khai thác được, chứ không phải là vấn đề là bị mất nguồn lực đó. Thì theo ý kiến của em là nếu mà đứng ở góc độ là, tại vì hiện tại bây giờ nhà nước của mình vẫn đang nắm khoảng trên 51% cái cổ phần của Vietnam Airlines, cho nên là họ có lý do để, tức là nhà nước mình có lý do và giống như là một cái biểu tượng quốc gia, cho nên chắc chắn là nhà nước sẽ không để cho Vietnam Airlines để bị phá sản. Cảm ơn ý kiến rất là hay của anh Thái. Mời anh tự xử. Rồi tôi muốn nghe một ý kiến, chắc là hai ý kiến nữa đi rồi ta chốt ha, cũng gần 9 giờ rồi, mọi người nghỉ ngơi. Long Huỳnh, mời anh. Dạ, chào thầy và các bạn. Thì theo em á, thì chắc chắn luôn là nhà nước sẽ cứu Vietnam Airlines, tại vì nhà nước ta vẫn là theo chế độ xã hội chủ nghĩa.
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên vẫn sẽ có một cái ngành đầu để dẫn dắt những cái doanh nghiệp cùng trong ngành đó. Còn giống như mà anh Thái nói cái mà Vietjet có thể thay thế hoàn toàn Vietnam Airlines thì em thấy cái đó là chưa hẳn, vì cái khối lượng máy bay mà của Vietnam Airlines nắm trong tay á thì rất là nhiều, còn Vietjet thì đa số á là những cái máy bay của Vietjet là chủ yếu là thuê thì nó sẽ có thêm nhiều chi phí khác nữa. Với lại hiện tại bây giờ Vietnam Airlines á, cũng lên theo cái một cái hãng bay nữa là vận chuyển cargo, là vận chuyển hàng hóa. Thì cái vận chuyển hàng hóa này nó là 1:10, thì nếu như mà tính về sau á thì nó có vẫn có thể cân đối lại được so với lại cái việc mà vận chuyển hành khách rất là nhiều. Nếu như mà nói hiện tại Vietnam Airlines nó lỗ á, là nó lỗ về cái phần chi phí sử dụng, hiện tại đang thắt chặt cái phần chi phí, nhưng mà cái phần mà doanh thu về vận chuyển cargo á thì nó vẫn rất là lớn, nhưng mà nó vẫn không bù đắp nổi cho cái thương mại nhiều đâu. Dạ đúng rồi, nó vẫn chưa bù đắp nổi, tại vì bây giờ vận chuyển cargo thì hiện tại bây giờ vẫn là cạnh tranh với lại những cái hãng lớn đã có lịch sử lâu, giống như Korea Air hay là Nippon, cho nên bây giờ vẫn đang có chính sách là như vậy. Về sau thì trong tương lai thì em thấy vẫn có thể phát triển được. Ok, cảm ơn ý kiến của bạn Long Huỳnh. Dạ, cảm ơn. Rồi. Bạn cứ tự xử đi, nói chung là mấy buổi đầu tôi dễ dãi lắm, sao đâu. Rồi mời một ý kiến cuối cùng đi thôi, mời bạn Văn Hoàng. Chứ bạn Ngô Hùng Mạnh với bạn Ngọc hình như có điểm cộng rồi đúng không? Thôi để lần khác. Dạ, em chào thầy và các bạn ạ. Vì theo ý kiến của em ấy thì hiện tại thì em đang làm bên mạng xây dựng các công trình cấp nước của các tỉnh ấy. Thì như hiện tại bây giờ thì như đợt vừa rồi là nhà nước cũng có cho cổ phần hóa và doanh nghiệp đã tham gia vào rất là tích cực, như bên công ty em có tham gia vào 12-13 tỉnh thành mua lại cổ phần của các doanh nghiệp đó, nâng cấp phát triển, rồi có các dự án như xây dựng một dự án không đã cả 1.000 tỷ để hỗ trợ cho cấp nước các cái vùng mà nhiều khi đến 1-2 nhiệm kỳ của một cái người đứng đầu cũng chưa nghĩ đến là phát triển được đến những cái vùng đó, vùng sâu vùng xa của những cái tỉnh thành đó. Nhưng hiện tại các doanh nghiệp tư nhân nếu mà đầu tư có bài bản mà đi vào đầu tư thì tại vì họ có những các phòng ban chuyên biệt thì hiệu quả đầu tư sẽ rất là cao so với việc là đầu tư công như hiện tại bây giờ. Anh Hoàng cho mình hỏi một cái là những cái khoản mà đầu tư của nhà nước như vậy là SCIC nó đứng hay ai đứng rồi anh Hoàng? Nhà nước như tức là các cái công ty cổ phần. Cái là bây giờ mình nói cho các bạn hình dung thế này, nhà nước có một cái ủy ban quản lý vốn nhà nước, nó là cơ quan ngang bộ, và thứ hai dưới cái ủy ban đó nó một tổng công ty đầu tư vốn nhà nước, đó là SCIC. Còn tương ứng với mỗi ủy ban dân nữa, dưới đó lại có những cái công ty đầu tư của ủy ban của từng địa phương nữa quản lý cái công ty nhà nước khác. Như trường hợp ở Việt Nam mình là các công ty về HFIC, hoặc là các công ty về dù Tân Thuận hay là Sa Cha, Cốc Mát rồi đó, là những công ty của thực sự của nhà nước. Thì ý là mình nói là cái khoản tiền mà mua lại 1.000 tỷ hay gì đó, cái hệ thống cấp thoát nước đó là ai mua vậy anh hỏi? Đây là các công ty tư nhân của bên em tự làm đấy ạ. À, có nghĩa là mua lại của vốn cổ phần của nhà nước đúng không? Chính xác ạ, vốn cổ phần. Cái này là nó thật ra cái công ty nhà nước là cổ phần hóa ra theo cái chính sách thoái vốn, cổ phần hóa theo cái từ năm 2010 mấy giờ rồi cũng chưa xong rồi. Dạ vâng, thì có một thời gian như đến năm 2018-19 đã bắt đầu dừng lại để đánh giá xem. Nói chung là hầu như là đều trễ tiến độ hết. Vâng, cái tiến độ cổ phần hóa đó. Nhưng mà các cái dự án mà tư nhân mà đã tham gia vào ấy thì nó đều hiệu quả hơn so với việc là nhà nước đang nắm giữ. Đây em chỉ là các cái dự án em biết thôi chứ không phải là toàn bộ đánh đồng toàn bộ. Cái đó ở góc độ chính sách họ cũng nhìn được rồi đó anh. Đó là lý do tại sao họ muốn nói là cái vai trò của khu vực tư nhân đó. Anh thấy thời gian gần đây chúng ta hay nghe tới cái thuật ngữ là vai trò khu vực tư nhân. Dạ. Đó cũng là lý do đó. Vâng. Cảm ơn họ. Dạ. Còn về cái vụ là nên giải cứu hay không, tại sao thì anh nghĩ sao?
Em thì em cũng nếu mà theo quan điểm đầu tư tài chính thì em cũng nghĩ là không cần phải giải cứu, mà có thể là những cái tài sản đó sẽ là bán cổ phần cho các đơn vị khác, cũng có thể tư nhân cùng tham gia vào, hoặc là nếu mà tư nhân theo em hướng muốn hướng theo là tư nhân sẽ tham gia vào thêm. Hiểu. Ok, cảm ơn anh Hoàng. Bây giờ anh cứ ghi nhận một một điểm nha, một cộng nha. Bây giờ mình chia sẻ cái góc nhìn của mình thôi, đứng ở góc độ quản trị tài chính doanh nghiệp và góc độ về hoạch định chính sách một xíu. Vì bản chất mình cũng là dân tài chính, dân tài chính quốc tế, cho nên mình cũng hay có theo dõi cái này. Câu chuyện bây giờ mình phải khẳng định trước, yes hay no? Yes, khẳng định. Cứu, phải cứu, phải cứu. Tại sao? Giống như nãy giờ mình trao đổi với bạn, đó là gì? Đó là có những bạn dùng cái từ biểu tượng, nhưng mà có mình thuật đó là một thương hiệu quốc gia, thương hiệu quốc gia. Và thứ hai nữa, tại sao cứu? Chúng ta lấy một số cái ví dụ, như tôi lấy một cái ví dụ về thằng GM, cái hãng xe GM thời kỳ khủng hoảng 2008, 2009, khi mà tuyên bố bị kiệt quệ tài chính và tuyên bố phá sản. Tại sao chính quyền Obama lúc đó lại giang tay 50 tỷ đô để mà cứu cứu nó? Cứu nó để làm gì? Tôi sẽ kể lại câu chuyện từ Mỹ cho các bạn thấy. Thời điểm đó ông bỏ 50 tỷ 2008 này chứ cứu GM, và GM vực dậy. Và dĩ nhiên GM trước đó vẫn là đứng vai trò là người lead, là người dẫn đầu ngành, người dẫn dắt thị trường, dẫn dắt thị trường, là người tạo ra một cái định hình luôn cho những cái phát triển sau này. Dĩ nhiên nó nhiều 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 doanh nghiệp cạnh tranh lẫn nhau, nhưng mà ít nhất nó là mình dùng cái từ giống như đá banh đá bóng đó, mình nói là một ông lớn của làng Phúc Cầu vậy đó. Và thứ hai nữa là nó thuộc nhà nước này. Chúng ta phải nên cứu, tại vì nó dẫn dắt phần còn lại, đôi bên cùng có lợi. Và cái câu chuyện ở GM như sau: tới năm 2013 nhà nước bắt đầu thoái vốn, lúc đó là ông mua 61% là 50 tỷ đô, là GM được cắt 50 tỷ đúng không? Nhìn vào bảng cân đối kế toán là các bạn thấy là mua lại cổ phần, cái là nó phát hành cổ phần ra, cái nhà nước bơm tiền vô 50 tỷ, 50 tỷ nó bắt đầu trang trải cho những cái khoản tái đầu tư vào tài sản. Chi trả đầu tiên nó phải chi trả cho cái những cái khoản nợ mà nó phải 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 gánh chịu đã đúng không? Rồi sau đó nó mới tới cái vấn đề là gì? Chi trả cho tái đầu tư lại cho những cái khoản đầu tư. Đó, thì tới năm 2013 GM mới bắt đầu thoái vốn và ổng bán lại 40 tỷ. Nghĩa là trong mình bỏ qua giá trị tiền tệ thời gian trước này thì mình nói kiểu cho nó dễ 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 hình dung. Nghĩa là trong vòng từ 2009 đến 2013 ông bị lỗ 10 tỷ. Nhưng mà câu chuyện là có đáng hay không? Thì tất cả mọi người, thậm chí từ phân tích định lượng gì đều là đáng. Bởi vì sao? Cái đáng ở đây nó không phải đơn thuần là cái khoảng 10 tỷ bị lỗ, mà gì? Cái giá trị mà cái ngành ô tô đem lại cho GDP của quốc gia. Họ nhìn một cái cục tổng 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 quan hơn, cái là cái ngành hàng không hay là cái ngành ô tô nó sẽ ra sao nếu thằng GM còn tồn tại và thằng Vietnam Airlines còn tồn tại. Nó có định hình và dẫn dắt thị trường hay không? Hay là chúng ta phải chấp nhận một cục, đó là quy luật đào thải của thị trường, thằng nào thua bay, thằng nào thất thế bay. Đó. Thì khi mà chính quyền Obama bán lúc đó rút vốn ra bị lỗ 10 tỷ, nhưng vẫn là một nhận được tràng pháo tay của cả dân chủ lẫn cộng hòa. Nuôi sao vực dậy cả một ngành. Vực dậy cả một ngành. Đó. Và dĩ nhiên các bạn đứng tiếp cận sâu hơn góc độ chính sách. Bạn nên nhớ này, đầu tư công hoặc là đầu tư gì liên quan tới nhà nước, bên cạnh cái vấn đề tiền ra, nó còn mang tính chất gì? Lợi ích xã hội, lợi ích của quốc gia, thậm chí cái thương hiệu nó cũng gọi là lợi ích quốc gia, gọi là cái mặt, cái bộ mặt của quốc gia. Quốc gia đó có sẵn sàng cứu một cái bộ mặt của mình hay không? Nó một câu chuyện. Và khi mà đầu tư công, cái đầu tư công mà các bạn để cái ba tính toán quản quản ba tính toán kiểu bản chất lý thuyết về mặt tài chính vô ra những con số là hầu như là dễ bị bác lắm. Tại vì sao? Phúc lợi xã hội,
cái giá trị đóng góp vào xã hội của cái đầu tư công đó, thì đó là những câu chuyện mà nhà nước quan tâm tới. Còn nếu mà đứng ở góc độ về mặt cá nhân như nãy giờ mọi người chia sẻ, giả sử như là một nhà đầu tư cá nhân thì có nên đầu tư hay không, chắc chắn là không rồi, đang lỗ. Thậm chí một cái trường hợp điển hình GM đó, cứu cho nó là vẫn lỗ 10 tỷ đó. Nếu đứng thuần về nào tôi nhân, nhưng đứng ở góc độ về nhà để chính sách, họ phải nghĩ tới toàn cục. Đó là cái câu chuyện của Việt Nam. Thì là tuy nhiên có một cái vấn đề nó đang khó khăn ở đây, cứu là cứu hết hay là cứu một ông, nghĩa là cứu nhà nước luôn với tư nhân luôn hay là chỉ cứu mỗi nhà nước, đó là câu chuyện. Đó là câu chuyện chúng ta phải bàn tới. Cứu luôn cả Vietjet, cứu luôn cả Bamboo hay là chỉ mỗi Việt Nam Airlines. Và thứ hai là động thái nào. Ví dụ như tôi lấy một cái trường hợp điển hình như này, khi mà ngân hàng cho vay, họ phải dựa vào gì các bạn? Tài sản bảo đảm. Dựa vào gì? Dòng tiền của công ty cho tương lai có đủ khả năng trả nợ không? Bây giờ kinh doanh như thế này thì dòng tiền đâu ra mà để trả nợ? Khi mà anh lập một cái tờ trình, ở đây nhiều bạn làm ngân hàng chắc biết hơn, lập một cái tờ trình tín dụng đi, thẩm định năng lực hồ sơ, năng lực tài chính, tính dòng tiền ra toàn am hết rồi ai dám cho vay? Thì liệu chăng rằng những cái vấn đề này chính phủ có thể chưa quyết được đâu, quốc hội phải đưa ra ý kiến. Có những cái rào, có những cái nút thắt nào còn phải tháo rồi cũng này, hoặc là có những cơ chế nào cởi mở rồi để cho ngân hàng có thể vượt qua được. Giả sử bây giờ nếu mà bạn một doanh nghiệp đang am, một doanh nghiệp đang dùng tiền bạn cho vay, thì khi bạn vi phạm luật tín dụng thì sao, đúng không? Thì câu chuyện là bây giờ phải cởi được cái nút thắt đó, cởi được nút thắt đó, như giải cứu một chứ nó đã rơi vào kiệt quệ tài sản, nó giơ tay đầu hàng, nó giơ cờ trắng rồi đó thì sao? Đó là những cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện mà một doanh nghiệp kiệt quệ tài chính và nguy cơ phá sản. Mà tôi lấy một cái ví dụ Vietnam Airlines để mà đưa ra để cho mọi người cùng trao đổi và hiểu hơn được là thật sự cái môn này nó chỉ có dừng lại ở những công thức tính toán gì không. Chúng ta phải hiểu tài chính doanh nghiệp, chúng ta phải hiểu dòng tiền đó gì. Bạn nhớ bạn nào đi làm ngân hàng mà làm bên mảng SME hay là Bitcoin rồi hay là mảng tái thẩm định rồi, các bạn có tính dùng, các bạn có thẩm định tín dụng không, có tính vốn luân chuyển không, có tính hạn mức tín dụng không? Hạn mức tín dụng là gì, đúng không? Hạn tín dụng rồi có tính cái dòng tiền trả nợ không? Có hết. Môn này sẽ cho bạn được một cái khái quát đó. Và ít nhất giả sử như chỗ anh Hoàng làm bên mảng cấp thoát nước đầu tư, hay những bạn khác làm bên kế toán, hay những bạn các tài chính làm bên mảng tài trợ đầu tư, thì ít nhất cũng sao hiểu được ngân hàng tính làm sao, dòng tiền của doanh nghiệp ở góc độ ngân hàng, ở góc độ quỹ đầu tư, ở góc độ kiểm toán họ tính làm sao. Mình phải hiểu được cái điều đó, không cần có thể là chuyên môn mỗi người mỗi khác, nhưng mà ít nhất mình phải biết được cái cơ bản, biết được cái cơ bản đó. Đó là những cái nội dung của cái buổi tổng quan này mà mình muốn chia sẻ mọi người. Bên cạnh cái lý thuyết thì chúng ta cũng nên đề cập đến những cái câu chuyện về thực tế một xíu, với cái kết hợp với những gì mình đang có, và kết hợp với cái kiến thức chung của mọi người, đặc biệt là mọi người đã làm rồi đó, để mà có một cái buổi học nó sống động hơn một xíu. Rồi còn cái quan hệ đại diện đây là nãy giờ tôi kể cái vụ mà CEO mà 20%, 15%, nó tôi kể hết rồi, làm này hết rồi. Vậy thì buổi học này là xong. Tôi sẽ cố gắng khắc phục cái sự cố về tránh cái tình trạng mà mỗi lần giảng mà bật tới hai cái đường link thế này tôi bị rối luôn các bạn. Lâu lâu phải qua xem bên kia chỗ anh Thông anh có giơ tay phát biểu không, rồi điểm cộng gì bên đó nha. Rồi chắc là nhờ lớp trưởng ghi nhận lại điểm cộng của mọi người dùm, để quyền lợi của mọi người dùm nha. Thì bây giờ mọi người có thắc mắc gì về môn học hay là có ý kiến gì tới buổi học sắp tới, thì chúng ta có khoảng 2 đến 5 phút để mà trao đổi trước khi chúng ta kết thúc. Mở hàng. Nếu mà các bạn không có ô Dương Trần hả? Bạn Dương có ý kiến gì không? Dạ, thầy ơi cho em hỏi về cái việc chia nhóm
trong cái buổi sắp tới như thế này. Cái nhóm thì từ từ, nhưng khi nào có bài tập tôi sẽ báo trước cho các bạn. Thật ra cái nhóm đó là cái nhóm để các bạn làm bài tập chung thôi. Ví dụ bây giờ 110 người thì chúng ta phải chia ra bèo bèo đó, cũng phải 10 nhóm, 10 mấy nhóm này. Nha. Không sao, cái đó tôi sẽ chủ động được. Rồi các bạn nào có ý kiến gì thì cứ bật mic lên và chia sẻ với mọi người. Chắc là bên chỗ anh Thống là nên thiết kế một cái cách nào mà để ghi điểm cộng lại cho nó khoa học một xíu, có thể là lập một cái file Excel online chẳng hạn vậy. Dạ dạ dạ. Ừ. Bây giờ anh mà ghi gì cũng mỏi tay cho anh luôn á. Không anh vô hợp chat anh bấm Ctrl A cái xong rồi anh mới bỏ vô trong cái file Word anh ngồi anh lọc lại đúng không ạ? Rồi. Có bạn nào có ý kiến gì khác không? Có trao đổi gì khác? À, mời bạn Huy. Thì nãy thầy nói là cái mọi có nhiều người là có kinh nghiệm rồi á, nên là việc học thì như bạn luận hiểu thêm, nhưng mà ở đây cũng có nghĩ là có nhiều người là họ chưa có khả năng trên kinh tế á, kinh nghiệm gì đâu, cũng như là cũng không biết gì, chung là không biết gì luôn á, thì nghĩ là thầy nên giảng cái kiểu là không biết gì đi, bắt đầu từ những cái cơ bản nhất á, chứ là nếu mà thầy giảng những cái mà nó tập trung cho những người mà họ có kinh nghiệm rồi quá thì tụi em sẽ không hiểu. À không, những cái mà tôi đang trình bày trên slide là những cái cơ bản nhất. Giống như tôi, tại sao cơ bản nhất tôi lại lôi ra vấn đề tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn, trong khi những cái đó là kế toán họ thừa biết rồi. Những bạn yên tâm, những cái gì tôi nói trên slide là những cái cơ bản nhất. Còn tôi chỉ gắn cái câu chuyện thực tế của các mọi người ở đây vào cái slide đó ở trong thực tế như thế nào. Còn cái chuyện mà để đáp ứng đi thi và đáp ứng cái kiến thức nền cơ bản nhất thì slide tôi nói là tôi đã truyền đạt được cái cơ bản rồi, bạn yên tâm. Đó là do tại sao tôi ngay từ đầu tôi phải nói về bản cân đối kế toán là gì, rồi tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn từ trên xuống dưới của tài sản là tính thanh khoản hay là vốn luân chuyển như thế nào, đó là những cái kiến thức nền mà từng chương tôi cô đồng lại để cho các bạn hiểu được đó. Chứ còn nếu mà những cái vấn đề này mà đi nói với những người mà làm kế toán rồi thì nó nhiều khi nó hơi thừa chứ. Nên các bạn yên tâm, tôi không có cái thể là hoàn toàn là chỉ dựa vào cái mặt bằng của các bạn mà đã biết rồi để nói đâu, yên tâm đi, không có vấn đề đó nha. Rồi bạn Ngọc có kiến gì hả? Không có thầy, em bấm nút mà nó không gỡ ra đó. Okay. Thi giữa kỳ trắc nghiệm hay bài tập về thầy? Thi giữa có một cái khoảng mục thi giữa kỳ thì thi trắc nghiệm. Ok, để tôi gửi cho bạn, tôi quay lại cái slide sẽ học. Đây, một, chụp lại liền. Một nha, rồi, thêm cái phần sau này nữa. Đây. Nha, các bạn yên tâm, nội dung tôi giảng những cái câu chuyện mà ví dụ như Vietnam Airlines để tôi nói cho các bạn cảm thấy thú vị về môn học. Cái thi không có đâu, yên tâm. Nhưng mà tôi nghĩ nó là một cái kiến thức bổ ích cho các bạn cảm thấy không nhàm chán trong cái môn học, nó quá thuần về tính toán và lý thuyết như này. Tại vì đây là môn nền mà. Rồi, còn bạn nào ý kiến nào nữa không? Chúng ta còn một phút để trao đổi. Là trước hả? Còn cái việc sách thì tôi vẫn khuyến khích là các bạn nào có điều kiện ở đây về mặt là từ cái cách tiếp cận mua sách đến tiền bạc luôn thì nên mua để đọc. Tôi thấy nó cũng ý nghĩa là nhiều. Nếu mà bạn nào mà xác định đi với con đường tài chính lâu dài thì nên có những cái cuốn gối đầu như vậy đó. Rồi. Rồi đó, mình còn có ý kiến gì không ta? Rồi nếu mà không có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc ở đây nha. Mọi người giữ gìn sức khỏe, đang trong cái giai đoạn khó khăn này mọi người giữ gìn sức khỏe. Rồi, cảm ơn mọi người.